Thần ma cung ứng thương chương 240 Ánh sáng chiếu rọi khiến cả người cầm hy trở nên nổi bật Bởi vì bốn phía đen nhánh nên bọn họ nhìn rất rõ ràng Chỉ là bọn hắn có chút nghi hoặc Chẳng lẽ cái gọi là mở màn đầy khác biệt chính là mời cầm hy ra đánh đàn Tiểu nữ tử cầm hy Cảm tạ tràng chủ cho ta cơ hội vì mọi người mà đánh đàn Thuận tiện mang đến cho mọi người một ca khúc Cầm hy đứng dậy Không người thi lễ một cái Ca hát là bài vận mệnh sao bọn ta nghe qua rồi rất êm tai một vài đệ tử đi theo lão tổ của gia tộc tới lên tiếng bài hát này bài mà tràng chủ thích nhất cầm hy nói tràng chủ thích nhất vật thì nhất định phải nghe một chút đám người vội vàng trở nên nghiêm nghị không vì cái gì khác chỉ vì danh xưng tràng chủ cầm hy thấy mọi người chú ý mỉm cười bắt đầu rung dây đàn miệng hát lên có một loại đồ vật, nó rất kỳ diệu, có thể khiến người ta khóc, để cho người ta cười. Cảm giác có chút không đúng. Mấy vị lão tổ của gia tộc sắc mặt cứng đờ, sao nghe cái này có chút khó chịu vậy? Một đêm gió tuyết, vó ngựa đạp sao trời đâu? Dù không hát bài này thì chí ít cũng hát bài gì đó liên quan đến võ đạo chứ. Bài này là hát là quái gì vậy? Loại đồ vật này khiến cho người ta trầm mặt, đem nó làm chuẩn, vô địch thiên hạ. Theo giọng hát của cầm hy, rốt cuộc đám người cũng tỉnh táo trở lại, con mẹ nó là đang nói về tiền. Quả nhiên không hổ danh là ca khúc mà tràng chủ thích nhất, không thoát được sự liên quan đến tiền. Lấy tiền làm chuẩn, vô địch thiên hạ, thứ tiền này làm cho người ta trầm mê, làm cho người ta khóc, làm cho người ta cười. Nghĩ đến thần ma đạo tràng phối hợp với bài hát này, đúng là tuyệt phối, khó mà có thể tìm ra ca khúc nào khác có thể phối hợp với thần ma đạo tràng từng câu hát làm mấy người trẻ tuổi dường như cũng bị lây nhiễm nhẹ nhàng hát theo kiếm tiền kiếm tiền không ngừng mà kiếm tiền liều mạng mà kiếm tiền ta muốn vô địch thiên hạ ta muốn tự do tiêu dao lâm thanh cảm khái rất sâu sắc tiền mới là thứ tốt nhất so với cái gì cũng tốt hơn vẻ mặt của trần quyền mỉm cười biểu thị đồng ý tôn vũ ngồi ở một bên hậm hực khó chịu liếc mắt nhìn trần quyền lúc trước được tràng chủ chỉ điểm nói đến chuyện nữ nhi của tông chủ tông môn chỉ có điều các tông chủ chỉ sinh nhi tử ấy thế mà trần quyền hành động khá nhanh quyết định đi bám theo thiếu tông chủ lâm thanh điều làm cho hắn bực bội nhất là còn bám đuôi thành công lâm thanh bán thanh huyền tông rồi trở thành thần thông mà trần quyền cũng trở thành huynh đệ tốt của lâm thanh hiện tại làm đại trưởng lão của thanh huyền tông hơn nữa lâm thanh còn cho trần quyền một ít tiền biểu thị huynh đệ tốt phải cùng nhau tăng thực lực mẹ nó nếu là biết có thể làm thể thì ta sớm đã xông lên. Cộc cộc. Đúng lúc này, hai mươi nữ tử áo trẻ ngực váy ngắn đi đến sau lưng cầm hy bắt đầu nhảy múa. Phục. Mấy tên đệ tử trẻ tuổi, huyết khí cương dương thì sao chịu được sự hấp dẫn cỡ này, đều chảy máu mũi. Thấp kém, không biết liêm sĩ. Mấy vị lão tổ của gia tộc nhỏ giọng chửi một tiếng, hai tay che mắt, nhưng chỉ cần chú ý liền có thể thấy giữa các ngón tay có một số khe hở. Lâm Thanh không hề cố kỵ, còn xem với vẻ mặt đứng đắn, gật đầu không đứt nói, quần áo không tệ, sau này trang phục của nữ đệ tử trong tông môn dùng cái này. Đám người Ngươi là một vị thần thông lão tổ, tông chủ mới lên, có phải có chút quá vô sĩ không vậy? Ngươi chơi vậy thì còn ai dám tới thanh huyền tông nữa? Thật kích thích. Tây môn mập mạp hai mắt trừng lớn, che mũi, vẻ mặt si ngốc. Kích thích, quả thực rất kích thích. Mấy vị trẻ tuổi liên tục gật đầu. Không bao lâu sau, ca khúc kết thúc, 20 vị nữ tử vũ cũng nhảy xong, cầm hy dẫn người lui ra, Giang Thái Huyền lên đài. Không biết mọi người có hài lòng với tiết mục này không? Giang Thái Huyền mỉm cười nói. Hài lòng, cực kỳ hài lòng. Các lão tổ còn chưa mở miệng, một đám võ giả trẻ tuổi đã hét ầm lên. Hài lòng thì tốt, tiếp theo là phần giới thiệu về các vật phẩm đấu giá. Giang Thái Huyền mỉm cười nói, dừng một chút mới nói tiếp, lần đấu giá này, vật phẩm thứ nhất là 10 mảnh dược điền của Thanh Huyền Tông, giá khởi điểm là 18 vạn nguyên tệ, có thể vài nhà hợp lại mua rồi sau đó phân ra. 10 mảnh dược điền đủ cho bọn hắn chọn. 19 vạn. Phương lão tổ lập tức mở miệng. Dược điền của Thanh Huyền Tông tuyệt đối không chỉ đáng giá 18 vạn nguyên tệ, 10 mảnh dược điền này hàng năm ít nhất có thể sản xuất ra mười mấy vạn nguyên tệ chỉ cần hơn một năm liền có thể hồi vốn. Hơn nữa bọn họ không phải thanh huyền tông, hơn phân nửa dược liệu của dược điền đều cho đệ tử, bọn họ chỉ cần cho lo cho người của dược điền, phát chút tiền lương là được rồi. Nếu mời ra các thần hầu bày trận thì tiền mời người trong coi dược điền cũng có thể tiết kiệm. 20 vạn Lão Tổ Ngọc Gia cũng mở miệng nói Dược điền của Thanh Huyền Tông tuyệt đối là một trong số dược điền tốt nhất ở Vân Thủy Thành, so với mấy cái dược điền rác rưởi mà gia tộc bọn họ nắm giữ thật sự tốt hơn gấp mấy chục lần. 20 vạn 5 nghìn 20 vạn 6 nghìn Sau khi vượt qua con số 20 vạn thì những vị lão tổ của các gia tộc hô giá tiền trên lệch không nhiều lắm, vì nếu quá nhiều thì bọn họ sẽ phải gánh nặng rất lớn, điều đó e là sẽ trì hoãn thời gian bọn họ tiến vào thần thông. Ba vị lão tổ của ba đại tông môn thì không cạnh tranh, đột phá thần thông đã khiến tiền của bọn họ tiêu gần hết, nếu tham gia đấu giá nữa thì chỉ có thể bán đồ của tông môn. 21 vạn. Phương lão tổ trầm giọng hô, ai cao hơn, thêm một cái giá nữa thì ta cũng không cần. Dư gia tộc lập tức không tranh đoạt nữa. Còn ai ra giá cao hơn không? Giang Thái Huyền hỏi thăm một tiếng, không có trả lời, chỉ có thể giải quyết dứt khoát, phương gia ra giá 21 vạn, lấy được 10 mảnh dược điền. Đây đã là cực hạn, tài lực của Vân Thủy Thành chỉ có bấy nhiêu thôi, bọn họ mua không nổi, Giang Thái Huyền cũng không có cách nào. Giống như là thần thể và thần huyết thì ai mà không muốn, nhưng không có tiền thì mua kiểu gì? Vật phẩm đấu giá thứ hai, bốn tòa phó sơn của Thanh Huyền Tông, giá khởi điểm là 16 vạn nguyên tệ, có thể hùng tiền lại mua. Giang Thái Huyền nói. Bốn tòa phó sơn, bốn gia tộc chia đều là 4 vạn nguyên tệ. Mấy vị lão tổ của gia tộc trong nháy mắt trao đổi một phen. 17 vạn Lão Tổ Ngọc Gia Hô 17 vạn 1 ngàn Cuối cùng, bốn tòa Phó Sơn lấy giá là 185.000 nguyên tệ mà thành giao, Giang Thái Huyền giải quyết dứt khoát, thứ đồ này đối với hắn là vô dụng, có thể bán bao nhiêu thì bán bấy nhiêu. Chủ yếu nhất là những khế đất và tài nguyên đều đã bị Lâm Thanh bán cho hệ thống, hắn hỗ trợ chuyển bán đi nên không được trích phần trăm, hắn mới lười để ý xem bán được bao nhiêu. Giống như chuyện Thang Nguyệt Lộ cầm cố đồ vật, một kiện đồ vật hệ thống cũng không cho hắn đồng nào tiếp theo vật phẩm đấu giá thứ ba giang thái huyền nói thứ ba còn có vật thứ ba lâm thanh bán cả tòa chủ sơn của thanh huyền tông luôn rồi à một đám lão tổ ngơ ngác bội phục mà nhìn lâm thanh phải to gan thế nào mới dám bán luôn cả hang ổ của chính mình vậy sắc mặt lâm thanh khó coi hừ lạnh nói ta không có bán Hắn dù có ngu thế nào thì cũng biết bản thân vẫn cần một chỗ ở, tông môn còn đang phát triển, làm sao có thể bán hết đi. "Khụ, chư vị đừng hiểu lầm, đây là thương phẩm của thần ma đạo tràng." Giang Thái Huyền nói. "Thương phẩm của thần ma đạo tràng?" "Thần ma đạo tràng còn có thương phẩm gì vậy?" Một đám lão tổ khó hiểu, bọn hắn đều hiểu rõ về thương phẩm của thần ma đạo tràng rồi, còn có cái gì có thể bán đấu giá? Dù sao, thương phẩm của thần ma đạo tràng trên cơ bản đều được định giá rồi lại đấu giá cũng không có khả năng có tên đần nào bỏ tiền ra mua cả trước khi lấy món thương phẩm được đấu giá đó ra thì ta sẽ thông báo một vài tin tức cho các vị giang thái huyền nói tràng chủ chẳng lẽ có thương phẩm mới một vài gia tộc của thanh nguyệt thành hỏi cũng phải một khoảng thời gian sau mới có đạo cảnh chẳng lẽ thần ma đạo tràng lại có thêm thương phẩm mới rồi nhưng nếu là thương phẩm mới thì không phải đều trực tiếp lên kệ sao các vị lão tổ còn lại cũng tò mò mà nhìn giang thái huyền chờ mong hắn giải đáp thương phẩm thần kỳ của thần ma đạo tràng nhưng chưa vị thực sự nghèo chết đi được quả thật khiến cho người khác phải thất vọng giang thái huyền thở dài đám người bọn ta nghèo nhưng ngươi cũng đừng nói thẳng ra như vậy chứ trong toàn bộ đại vân quốc thì bọn ta là đám có tiền nhất được không cho nên Bỗng tràng chủ đây phát thiện tâm mang đến cho các ngươi một tin mừng." Giang Thái Huyền cao giọng, mang theo vẻ kích động mà nói, "Như vậy, chỉ cần các ngươi cố gắng và thêm một chút xíu vận khí là có thể sở hữu tất cả những thương phẩm mà ngươi muốn." Mọi người theo bản năng mà nghiêng đầu, nơi đó có đặt ba cái bàn xoay, không phải tràng chủ lại bảo bọn hắn đi rút thưởng chứ? "Khụ, các ngươi nghĩ gì thế?" Giang Thái Huyền vội ho một tiếng, tức giận nói, "Lần này là vì toàn dân suy nghĩ." người người đều có cơ hội này. Toàn dân Trong lòng mọi người giật mình, tràng chủ phát thiện tâm à. Chỉ là, tràng chủ có thiện tâm để phát. Nhìn quyển sách này đi, tuần sang thần ma. Giang Thái Huyền lật tay một cái, một bản thư tịch mỏng mỏng xuất hiện, tổng cộng ba trang. Từ hôm nay bắt đầu, thần ma đạo tràng cứ bảy ngày thì sẽ viết bài giới thiệu về thông tin của một vị thần ma. Những vị thần ma này sẽ mở rộng tầm mắt của các ngươi. Thứ hai, có lợi cho các ngươi phát triển." Giang Thái Huyền nghiêm mặt nói. "Xin hỏi Tràng chủ, mở rộng tầm mắt thì có lý, nhưng trợ giúp bọn ta phát triển là sao?" Mọi người nghi hoặc. Bởi vì sau này ai mà hiểu rõ thần ma càng nhiều thì càng có khả năng có được phần thưởng của thần ma đạo Tràng. Giang Thái Huyền nói, dừng một chút, lại nói, "Hiện tại đấu giá quyền phát hành tạp chí thần ma." Quyền phát hành tạp chí? Đây là cái gì? Chúng lão tổ ngơ ngác. Quyền phát hành chính là ai sở hữu nó thì về sau tạp chí thần ma sẽ do y toàn quyền công bố phát hành, những người còn lại không có quyền này, muốn mua tạp chí chỉ có thể tìm y mua. Giang Thái Huyền nói. Muốn tạp chí chỉ có thể tìm người có quyền phát hành mua. Chúng người lập tức động lòng. Không sai, hơn nữa khi bán tạp chí thần ma này thì thần ma đạo tràng chỉ lấy 20% cổ phần, còn lại 80% thuộc về người phát hành. Giang Thái Huyền nói. Không đợi chúng lão tổ đáp lời, Giang Thái Huyền nói, quyền phát hành tuần sang thần ma, gồm 80% cổ phần, giá khởi điểm 10 vạn nguyên tệ, có thể hùng tiền lại mà mua, khi đó người mua sẽ thành đồng bạn hợp tác với thần ma đạo tràng. 11 vạn. Nghèo chết, ta ra 20 vạn. Mấy gia tộc vừa mở miệng, Lâm Thanh cười lạnh một tiếng, lên tiếng nói. Quyền phát hành tạp chí thần ma, 80% cổ phần là chuyện nhỏ, hợp tác làm ăn mới là thứ mà hắn coi trọng nhất lâm thanh hắn có tiền cũng đã trở thành thần thông tại vân thủy thành ngoại trừ đạo tràng thì hắn là người mạnh nhất nhưng bên ngoài vân thủy thành đại vân quốc thì sao cái gì hắn cũng không bằng có thể buôn bán thần huyết thần thể thần cấp còn có các loại đạo cảnh đây không phải thủ đoạn mà một phàm nhân có thể có đông đảo các vị lão tổ của các gia tộc nhất thời ngu luôn ngươi chơi lớn tới vậy 21 vạn. Thần kiếm tông, lão tổ kiếm hằng trầm giọng nói. 25 vạn. Lâm thanh biểu môi, kiêu căng cười nói. Kiếm hằng giận run người, người con mẹ nó có tiền như vậy, còn không phải là cướp của bọn ta. Nếu không phải đánh không lại ngươi, chắc chắn ta đã cho tiểu tử ngươi đẹp mặt. 26 vạn nguyên tệ. Kiếm hằng cắn răng, mở miệng nói. 30 vạn nguyên tệ. Lâm thanh móc móc lỗ tai, vẻ mặt cuồng ngạo, ông có tiền, các ngươi tiếp tục chậm rãi mà tăng đi. Mọi người, 30 vạn nguyên tệ đã vượt ra khỏi khả năng của bọn hắn, nếu như cứ tiếp tục hô giá thêm thì dù có mua được quyền phát hành, thần kiếm tông hắn cũng không có đủ tiền. Không chỉ là thần kiếm tông, còn có võ môn và vân dương tông, ba tông môn hợp lực, phải bán cả bán dược điền, sơn môn, mới có thể gom góp 10 vạn nguyên tệ. Không ai ra giá cao hơn à. Giang Thái Huyền cũng không thất vọng. Cuối cùng thông báo, từ hôm nay, quyền phát hành tạp chí thần ma thuộc về tông chủ của Thanh Huyền Tông là Lâm Thanh, đây là tạp chí thần ma, sau khi kết thúc hội đấu giá thì chúng ta sẽ ký kết hợp đồng. Đa tạ tràng chủ. Lâm Thanh không kìm được vui mừng, tiếp nhận tuần sang thần ma, liếc mắt một cái, dáng vẻ tươi cười liền cứng đờ, vẻ mặt kinh dị. Sao vậy? Trần Quyền tò mò liếc mắt, thân thể cũng cứng đờ. Tôn Vũ liếc nhìn, trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ, tạp chí thần ma kỳ một, thần ma Lý Nguyên Bá, ngày xưa vô địch. Lý Nguyên Bá, không phải là người mà bọn họ thuê sao? Nhưng vị kia mới đạo quả mà. Tiếp tục xem tiếp, ba người lúc này mới chợt hiểu, Lý Nguyên Bá ngày xưa vô địch nhưng chọc giận trời cao bị lôi đình phạt, trốn xuống đạo tràng, một lần nữa chuyển sinh. Nói cách khác, Lý Nguyên Bá thật sự là một thần ma, chỉ là thương thế vẫn chưa tốt một khi hoàn toàn tốt liền có thể khôi phục sức mạnh thuộc về thần ma may mà ta còn chưa có cùng vọng đến không giới hạn lâm thanh âm thầm lau mồ hôi lạnh mặc kệ lý nguyên bá có phải thần ma hay không nhưng có một điều đáng chú ý y là người sáng lập ra thần lôi bá thể kinh cái này thật sự có chút đáng sợ hắn cũng tu luyện thần lôi bá thể kinh ai biết lý nguyên bá có ám chiêu gì hay không một khi cùng thần ma đạo tràng đối nghịch lý nguyên bá xuất thủ triển lộ mấy mật chiêu thì đoán chừng sẽ có rắc rối to được rồi tạp chí thần ma kết thúc sau đâu là một kiện vật phẩm đấu giá cuối cùng giang thái huyền nói còn có vật phẩm đấu giá đông đảo lão tổ của gia tộc hoảng sợ nói trước hết mời chư vị nghe một ca khúc mới sau đó sẽ công bố cho mọi người vật phẩm đấu giá tiếp theo tuyệt đối là cơ hội thay đổi vận mệnh của các ngươi giang thái huyền cười thần bí vỗ tay nói cho mời cầm hy cô nương Tiếng đàn lại vang lên, dù đám người đang sốt ruột cũng chỉ có thể ngồi im nghe nhạc. Bầu trời màu mưa lam, lạnh lùng rơi trong lòng. Một bài bỉ ngạn chậm rãi vang lên, đây mới là bài mà cầm hy nên hát, bọn hắn muốn nghe, dù không có quan hệ gì với võ giả nhưng cũng phù hợp với bọn hắn. Đặc biệt là dù ở thế giới này thì tình yêu vẫn luôn là thứ làm cho người hướng tới, trung trinh không đổi, thề non hẹn biển, mãi mãi một lòng. Đáng tiếc, cũng chỉ có những võ giả trẻ tuổi nghe đến mê mẩn những lão tổ đã sớm qua cái tuổi đó một lòng muốn tăng thực lực lên tình yêu nhiệt huyết mộng tưởng gì gì đó sớm đã không biết đi phương nào một ca khúc hoàn tất mấy vị lão tổ đã sớm không nhịn nổi vội vàng dò hỏi tràng chủ đó là món gì vậy đừng khiến bọn ta tò mò nữa đúng vậy tràng chủ ngươi đừng giấu nữa đám người lâm thanh cũng mở miệng nói giang thái huyền mỉm cười Thấy bọn họ đã đủ hiếu kỳ liền mở miệng nói, "Thần thể, thần huyết, thần ma đan, thậm chí đạo cảnh, các ngươi muốn không?" "Đương nhiên muốn." Đám người trợn trắng mắt, cái này ai mà không muốn, nhưng ngươi có thể tặng không hay sao? "Lần này chính là cơ hội của các ngươi." Giang Thái Huyền nghiêm mặt, lật tay một cái, một luồng bạch quang từ hư không bay ra, lơ lửng trong lòng bàn tay của Giang Thái Huyền, hắn xuề ra tấm thẻ màu trắng. "Đây là Đám người nghi hoặc. Đây là thẻ thần huyết, thẻ này là thẻ thần huyết chí tôn." Giang Thái Huyền nói. "Thẻ thần huyết chí tôn?" Mọi người ngơ ngác, mờ mịt không hiểu. "Không sai, nếu sưu tầm đủ từ 1 một tới 100 một sẽ được đổi một phần 10 huyết mạch thần cấp, sau khi sưu tập đủ 10 phần, ngươi sẽ có thể có được thần cấp huyết mạch hoàn chỉnh." Giang Thái Huyền nói. "Thẻ thần huyết chắc đắt lắm hả?" Tây Môn mập mạp không có quên trách nhiệm của mình hỏi thăm một câu không đắt rất rẻ chỉ cần một nguyên tệ là đã có một tấm thẻ hạng thường còn thẻ chí tôn thì đắt hơn một chút giang thái huyền nói một nguyên tệ nói cách khác một trăm nguyên tệ có thể mua được một trăm tấm một nghìn nguyên tệ thì có thể có được một phần mười huyết mạch một vạn nguyên tệ có thể gom đủ toàn bộ thần cấp huyết mạch tràng chủ điên rồi dễ dàng như vậy sao đông đảo các lão tổ đều tỏ ra không thể tin được các ngươi phải hiểu, thẻ thần huyết này phải từ 1 đến 100 mới được, không phải mua sao cũng được, mỗi tấm thần huyết thẻ đều được đánh số không giống nhau. Giang Thái Huyền nghiêm mặt nói. Trừ chuyện đó ra, còn có thẻ thần thể, hiện tại chúng ta nói về thẻ thần huyết chí tôn trước. Thẻ chí tôn, các ngươi còn có thể hiểu là thẻ vạn năm, có thể chuyển hóa bất kỳ thẻ nào trở thành thẻ thần huyết chí tôn, nếu như ngươi vừa vặn thiếu tấm thẻ thứ 9 thần huyết thì nó sẽ biến thành tấm thứ 9, thiếu tấm thứ 10 nó sẽ biến thành tấm thứ 10. Loại thẻ này đắt lắm hả? Đám người hỏi. Không đắt, rất rẻ, giá cả bằng với thẻ thường, vận khí tốt, chỉ cần một nguyên tệ là có thể mua được, nhưng nếu như vận khí không tốt thì một vạn nguyên tệ cũng mua không được. Giang Thái Huyền nói, lại lấy ra vô số tấm thẻ, phía trên có đồ án thần bí, còn có một lỗ hổng, thấy không, đây là thẻ cào thần ma. Xé mở lỗ hổng này sẽ có thần thể hoặc là thần huyết, cộng thêm một con số, cái này đại biểu ngươi đạt được thể thần thể, hoặc là thể thần huyết số mấy. Giang Thái Huyền nói, cái này so với quay thưởng khác nhau ở chỗ nào? Đám người ngơ ngác. Không, không, quay thưởng là ngươi có khả năng không chiếm được cái gì cả, còn nếu dùng thẻ cào này mỗi lần mở ra đều có thể trúng thẻ, hơn nữa, mỗi tháng đều sẽ sản xuất, mỗi loại 10 tấm, chỉ xem trong số các ngươi ai có thể rút được. Giang Thái Huyền nói như vậy thì tốt đông đảo lão tổ nhẹ nhàng thở ra hôm nay là lần đầu tiên sản xuất thẻ thần ma thẻ thần huyết chí tôn sẽ không đem ra đấu giá đổi một loại khác giang thái huyền vung tay lên thẻ thần huyết chí tôn tiêu tán một tấm thẻ vàng hiện lên đây là thẻ thần ma chí tôn có thể tùy ý chuyển hóa thành thần huyết thần thể loại thẻ này tạm thời chưa sản xuất ra chỉ có thể đấu giá giá khởi điểm là một vạn nguyên tệ mỗi lần ra giá không thể ít hơn 100 nguyên tệ. Hai vạn. Lâm Thanh trong nháy mắt mở miệng, nói, ai cũng đừng hòng tranh với ta, ông đây có tiền. Mọi người. Bọn ta cũng có tiền, ba vạn. Kiếm hàng lão tổ mặt không thay đổi nói. Bốn vạn. Vũ Tuyền cũng theo. Mười vạn. Lâm Thanh biểu môi, tiếp tục đi, yên tâm, tốn nhiều tiền hơn nữa ta cũng không đau lòng, dù sao là tiêu tiền của các ngươi. Ba vị lão tổ. Thật muốn chém hắn, con mẹ nó quá thiếu đòn. Cuối cùng Lâm Thanh mua được với giá 10 vạn, Lâm Thanh thật không đau lòng, dù sao không phải là tiền của hắn. Được rồi, hội đấu giá chính thức kết thúc, các vị nên làm gì thì làm cái đó đi, muốn ở lại quay thưởng thì bản tràng chủ vô cùng hoan nghênh. Giang Thái Huyền khoát tay nói. Cửa cổng của thần ma đạo tràng lại mở ra lần nữa, hai mươi vị nữ tử kia rời đi, cầm hy tạm thời ở lại. Những vị lão tổ không vội vã rời đi. Ánh sáng xuất hiện, chỗ quầy hàng xuất hiện một cái hộp trong suốt, bên trong là vô số tấm thẻ, chính là thẻ cào thần ma. Ta bao hết. Lâm Thanh Bá đạo nói. Ngươi chắc chứ? Giang Thái Huyền khóe mắt liếc một cái, nhìn Lâm Thanh, Lâm Tông Chủ, đừng nhìn cái này hộp nhỏ, nhưng số thẻ bên trong là vô hạn, ngươi mua không hết đâu lâm thanh lập tức lúng túng đồ nhà quê dù trở thành thần thông cũng không thay đổi được trí thông minh của ngươi ba người kiếm hàng lão tổ hợp thời châm chọc nói khụ được rồi một nguyên tệ một thẻ giang thái huyền vội ho một tiếng nói cho ta một trăm tấm kiếm hàng lão tổ nói các lão tổ còn lại cũng nhao nhao muốn một trăm tấm thẻ cào giang thái huyền mở hộp ra tự mình chọn Chúng lão tổ vội vàng chọn thẻ, mấy người kiếm hàng lão tổ quan sát một hồi, xác định nhìn không ra chút khác biệt nào thì mới lấy thẻ. Những thẻ cào thần ma này đều đã bị hệ thống hạn chế, muốn gian lận hay cảm ứng được gì là không có khả năng. Tràng chủ, bọn ta có thể rút không? Vương Nguyên và đại biểu các gia tộc ở Thanh Nguyệt Thành nói. Các ngươi có thể mua ở đây, cũng có thể mua ở Thanh Nguyệt Thành, yên tâm, mỗi tháng chi nhánh đạo tràng nào đều sản xuất thẻ thần huyết, thần thể mỗi cái 10 tấm. Giang Thái Huyền nói, mỗi đạo tràng. Các lão tổ của gia tộc hai mắt tỏa sáng, nhìn về phía Thanh Nguyệt thành gia tộc, mang theo một luồng nhiệt nóng bỏng. Tầm, chư vị. Bọn Vương Nguyên bị hù tê cả da đầu. Nhóm lão tổ này nếu không phải là đạo quả thì chính là thần thông, bọn hắn trêu chọc không nổi. Hơn nữa bọn hắn nhất định phải nghĩ biện pháp, nếu bọn hắn sắp mở được thẻ thần ma, những lão tổ này có thể chạy tới cướp hay không? Chư vị, thần ma đạo tràng cấm giao đấu. Giang Thái Huyền trầm giọng nói. Ha ha, tràng chủ lo xa. Những vị lão tổ của gia tộc này cười khang một tiếng, bọn hắn cũng không dám ở nơi này động thủ. Mẹ kiếp, lại là chính. Thần huyết có mấy chục cái số chính, còn lại toàn bộ đều là thần thể. Sắc mặt lâm thanh đen thui, một trăm tấm, ngoại trừ một năm bảy tám có vài tấm thì còn lại tất cả đều là chính. Mẹ, lại là sáu thật nhiều sáo kiếm hàng lão tổ nổi giận mắng mảy may không có chút hình tượng của lão tổ thần thông các ngươi có thể trao đổi giang thái huyền nói ai thèm đổi với hắn kiếm hàng lão tổ hừ lạnh một tiếng ta ném đi cũng không cho hắn ta cũng thế lâm thanh trừng kiếm hàng một cái rất là khó chịu các lão tổ còn lại cũng mở không ít nhưng đa số đều có số lượng giống nhau muốn có từ một đến một trăm còn gian nan lắm Giang Thái Huyền mỉm cười, nhìn xem bọn lão tổ mở thưởng rồi quát chửi, nội tâm có chút thoải mái. Thẻ cào thần ma, một nguyên tệ một thẻ, rất rẻ. Lâm Thanh lại mua thêm mấy tấm, thanh toán tiền của hội đấu giá, cùng Giang Thái Huyền ký hợp đồng rồi tất bước rời đi, hắn còn phải chuẩn bị phát hành tạp chí thần ma, đây quả là một món hời lớn, hắn muốn bắt đầu đại nghiệp kiếm tiền. Hứa trường không, đây là một phần khế đất dược điền của ngươi. Vương Nguyên, đây là của ngươi. Đây là của ngươi. Phương gia lão tổ lấy 10 phần khế đất bắt đầu chia cho bọn hắn, Thanh Nguyệt thành gia tộc, Phong Diệp thành Hứa Trường Không, đơn lẽ thì e là không mua nổi, chỉ có thể bỏ một phần tiền, đến lúc đó phân một mảnh dược điền. Chẳng mấy bao lâu dược điền đã được chia xong, tứ đại gia tộc lại bắt đầu chia bốn tòa phó sơn, như thế, một buổi đấu giá, tất cả đều vui vẻ. Đạt được khế đất mà mình muốn, Hứa Trường Không và mấy người cũng bước lên truyền tống trận rời đi truyền tống trận nhìn bọn hắn truyền đưa đi qua hai mắt của các các lão tổ tỏa sáng đúng rồi thành trì mà bọn hắn lập cũng có thể mua dù gì cũng trở thành đại diện của thần ma đạo tràng có khi nào bọn họ biết được tin tức nội bộ nào có thể chỉ điểm cho bọn hắn rút không các lão tổ trong lòng suy tư những lão tổ này vừa suy tư vừa rời đi bọn hắn muốn nhanh chóng trở về thu thập dược điền và phó sơn sau đó bố trí trận pháp tích lũy tài nguyên giang thái huyền đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi lại nhìn về phía chuyển phát nhanh phong trì chơi rút không mấy người lắc đầu nói đùa cái gì biết rõ là hố lừa rồi bọn hắn không nhảy xuống đâu chủ yếu là không có năng lực ấy nào các ngươi là muốn bay đi đưa hàng hay tiếp tục dùng chân chạy giang thái huyền hỏi bay đi đưa hàng ngươi dự định để bọn lý tiền bối mang bọn ta đưa hàng chúng người vui mừng giang thái huyền lắc đầu chỉ vào thanh liên kiếm điển, nhìn xem, thanh liên kiếm điển này chỉ cần tu luyện đến trúc cơ là có thể ngự kiếm phi hành, đến lúc đó với tốc độ của các ngươi thì có thể giao đến bất cứ chỗ nào trong vân thủy thành. Thế nhưng bọn ta còn đang học công pháp. Triệu Minh và các võ giả ngẩn ngơ, bọn hắn đã học qua thần cấp, chẳng lẽ còn muốn chuyển tu? Chuyện này thì phải xem chính các ngươi, đây là chuyện làm ăn của chuyển phát nhanh phong trì. Giang Thái Huyền nhún vai, không đáp lại mấy người bọn họ mà nói, về sau nhiệm vụ nhiều, đưa không kịp chỉ có thể để người khác kiếm tiền. Người của chuyển phát nhanh Phong Trì nghĩ một chút, sau đó nhìn Diệp Đạo. Ta là đao giả. Sắc mặt Diệp Đạo trầm xuống, kiên định nói, ta sinh ra là để học đao, cả đời vì đao. Các ngươi nên tự nghĩ xem nên mua thanh liên kiếm điển hay là chạy bộ đi giao hàng. Giang Thái Huyền quay đầu đi vào đạo tràng. Đã 70 vạn nguyên tệ rồi à? Nhưng gần đây rõ ràng không có thời gian, đợi chi nhánh đạo tràng mở thì đột phá vậy. Giang Thái Huyền thầm nghĩ. Sau khi mở chi nhánh, hắn sẽ tìm một người trông coi, bản thân mới có thể yên tâm đột phá. Hay chúng ta thử thẻ cào xem? Võ giả chuyển phát nhanh nói. Thôi dẹp đi, chúng ta vẫn nên nghĩ có nên chuyển tu thanh liên kiếm điển không? Triệu Minh biểu môi nói. Hắn đã là trúc cơ rồi, nếu chuyển tu thanh liên kiếm điển thì có thể ngự kiếm phi hành bay đi giao hàng rồi. Thẻ cào này phải gom đủ 100 tờ mới có thể đổi một phần 10 thần huyết, mấy con số bị trùng cũng chẳng khá hơn quay thưởng là bao, lỗ lớn giống nhau, bọn họ chơi không nổi. Một phần 10 huyết mạch thần cấp gần như có thể so sánh với trung cấp, hoặc thậm chí là cao cấp. Giang Thái Huyền dụ dỗ nói. Tràng chủ, ngươi vẫn nên cho ta thanh liên kiếm điển đi. Triệu Minh nghiến răng nghiến lợi nói, hắn nghĩ cả rồi, ngự kiếm phi hành đi một ngàn một trăm năm mươi nguyên tệ giang thái huyền đưa tay nói triệu minh mua thanh liên kiếm điển xong chạy về tu luyện một đám võ giả tiên thiên tiếp tục giao hàng diệp đạo cũng gia nhập vào hàng ngũ giao hàng chết tiệt cứ thế này thì đến bao giờ ta mới trả được nợ diệp đạo buồn bực tân cứu mạng thật khó trả ha thể cào á kiếp trước đều là lừa bịp kiếp này cũng sẽ trở thành một cú lừa lớn giang thái huyền nói suy nghĩ có nên thêm một chút phần thưởng vào không thưởng năm nguyên tệ không tốt hơn là rút phần thưởng thêm năm lần nữa không được đổi thành tiền nếu không đối phương vét hết tiền kiếm được thì sao vẫn không được đã nói hết lời rồi chắc chắn phải trúng thẻ thần ma nhưng mà có thể dùng những cách khác giang thái huyền nghĩ lên kế hoạch triển khai các hoạt động tốt hơn khi chi nhánh đạo tràng hoạt động tràng chủ thấy giang thái huyền vội vàng làm cầm hy đi tới cầm hy đây là kế hoạch phát triển mà ta thiết kế cho ngươi thử nhìn xem có thể coi đây là phần thưởng khi mời ngươi hỗ trợ thứ này thay đổi vận mệnh của ngươi đó giang thái huyền nói cầm hy còn phải cảm ơn tràng chủ đã cho cầm hy cơ hội này cầm hy nói trong lòng nàng rất rõ giang thái huyền hôm nay hoàn toàn giúp đỡ nàng sau khi nói lời cảm ơn xong cầm hy cầm bản kế hoạch lật xem có chút kinh ngạc kế hoạch phát triển nữ thần tiếng tâm quảng cáo đóng gói giang thái huyền cười cười không nói gì nếu kế hoạch này thành công cầm hy nhất định sẽ trở thành nữ thần mà mọi người ao ước đương nhiên việc này cũng cần sự cố gắng của nàng nếu ngươi có thể chăm chỉ hơn nữa ta tràng chủ không ngại cho ngươi đến chi nhánh đạo tràng ca hát đánh đàn giang thái huyền nói dừng một chút lại nói tiếp nếu ngươi có khả năng quản lý nghệ lâu ta sẽ cho ngươi một cơ duyên nữa cơ duyên gì Cầm Hy vội vàng hỏi. Ngươi làm trước đi, nếu không làm được, mọi chuyện đều là nói suông. Giang Thái Huyền thản nhiên nói. Tràng chủ, Cầm Hy nhất định làm được. Cầm Hy kiên định nói, dừng một chút, lại nói tiếp, nhưng mà, trước đó có thể cho ta 10 tấm thẻ cào không? Ngươi tự chọn đi. Giang Thái Huyền nói. Cầm Hy cẩn thận lựa chọn 10 tấm, cào ra một chuỗi số, lập tức kinh ngạc, đều là thần huyết, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, không có cái nào lặp lại. Ngươi may mắn đấy. Giang Thái Huyền cười nói. Đương nhiên, đây cũng là nguyên nhân khiến cầm hy mua ít, nếu mua nhiều nhất định sẽ có lần lặp lại, những người này đều mơ tưởng một lần gom được 100 thẻ thần ma. Cầm hy rời đi, nàng sở dĩ mua thẻ cào là vì kế hoạch mà Giang Thái Huyền đưa cho nàng, muốn trở thành nữ thần thì làm sao lại không có thần huyết được chứ nhìn cầm hy rời đi cầm hy muốn thu thập thần huyết cũng không khác gì người thường đều phải xem may mắn nhưng mà ở thần ma đạo tràng không phải xem may mắn là được mà là lương tâm của hệ thống hệ thống không muốn cho ngươi ngươi có may mắn tới cỡ nào cũng không được tất nhiên đó là trước kia còn bây giờ giang thái huyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về những mặt hàng này mặc dù giang thái huyền không thể đảm bảo ai sẽ lấy được nhưng hắn có thể khiến đối phương có nhiều khả năng giành chiến thắng hơn Thanh Huyền Tông Lâm Thanh dẫn người trở về Lão già, có thấy không? Quyền phát hành tuần sang thần ma đạo tràng Lâm Thanh cầm hợp đồng, vẽ mặt tự hào Toàn bộ vân thủy thành, à không Cả đại vân quốc này chỉ có gia tộc của chúng ta Thanh Huyền Tông Chủ, không Là tiền nhiệm Tông Chủ Lâm Thương Xanh mặt nhìn Lâm Thanh Lạnh lùng cười nói Một cái hợp đồng rách thì có ích lợi gì chứ Lão già, đây không phải là thời đại dựa vào vũ lực. Lâm Thanh phất tay, trực tiếp mở ra tập thần ma, đến đây, ta đọc cho ngươi một đoạn, ngươi nghe kỹ. Số thứ nhất của tập sang thần ma, Lý Nguyên bá dũng mãnh vô địch, bất khả chiến bại, thần lôi bá thể, thần công, thần lôi bá thể kinh, có thể kiểm soát thiên lôi, sức mạnh vô hạn. Ngày xưa, Lý Nguyên bá 9 tuổi tiên thiên, 10 tuổi trúc cơ, 12 tuổi đạo quả, ngang ngược hoành hành khắp thiên hạ, đánh thành mà không có đối thủ, lại chinh chiến thiên hạ, cuối cùng trước tuổi 20, du ngoạn nhân gian, chiến đấu với Vũ Văn Thành Đô, chỉ bằng một chiêu, phi thăng thành thần. Vào ngày trở thành một vị thần, sức mạnh của Lý Nguyên Bá đã đạt tới cực hạn. Lấy sức mạnh tối thượng cùng trời chiến đấu một trận nhưng thảm bại, được thần ma đạo tràng cứu, nghỉ ngơi hồi phục. Điều khiển thiên lôi, nghỉ ngơi ở thần ma đạo tràng. Lâm Thương cùng mấy người trưởng lão đồng thời kinh ngạc, chẳng lẽ chính là người tới lần trước. Đúng vậy, hắn là lý nguyên bá một vị thần sống lâm thanh thờ ơ nói bây giờ người ngoài không biết chuyện này tuần sang thần ma này chỉ có thanh huyền tông chúng ta bán thôi ai mà không muốn biết tin tức của thần ma chứ ai không muốn hiểu hơn về thần ma lâm thanh công môi nói đây là cơ hội kinh doanh tràng chủ nói sau này càng có nhiều người hiểu được thần ma thì đạo tràng thưởng càng lớn đạo cảnh thần thông công pháp thần cấp thần huyết thần thể những thứ này đều có cơ hội có được lâm thanh trầm giọng nói đám người lâm thương hô hấp càng dồn dập những thứ này bọn họ đều muốn nhưng mà nhắc đến đạo cảnh thần thông bọn họ ngứa hết cả răng tiền có thể khiến bọn họ đột phá đều bị lâm thanh phá hư tự mình đột phá cả rồi nếu thanh huyền tông có năm vị thần thông chuyện gì mà không làm được chứ đám lão và các ngươi dùng dùng đầu suy nghĩ chút đi lâm thanh nhìn vẻ mặt của bọn họ cảm thấy rất khó chịu, tầm mắt quá hạn hẹp, thần thông tính là gì chứ? Mục đích của chúng ta không phải thần thông mà là võ đạo cao siêu và sự tự do. Bây giờ, Trần Quyền phụ trách in ấn tập sang thần ma, mấy lão gia các ngươi hỗ trợ, đợi kiếm được tiền sẽ cho các ngươi trở thành thần thông, một đám lão già tầm mắt hạn hẹp này, có tiền mà không biết dùng, còn trách ai? Lâm Thanh không khách khí mắng. Đám người Lâm thương tức giận, đây mẹ nó là lời của một đứa con nên nói sao? nếu không phải đánh không lại ngươi nhất định phải giống như trước kia, đánh chết ngươi. Tràng chủ, tập sang thần ma cứ như vậy mà in sao? Giá cả nên đặt là bao nhiêu? Lâm Thanh lên thiên võng liên hệ. Ngươi tự ra giá đi, nhưng phải cho dân thường mua được đấy, có thể in ra hai bản, một bản đơn giản để bán cho dân thường, một bản chi tiết và bán cho võ giả trên tiên thiên, ngươi tự cân nhắc. Giang Thái Huyền trả lời một câu, hắn chỉ muốn ngồi đợi thu tiền, còn việc thực hiện cứ giao cho lâm thanh là được hơn nữa ta để công ty chuyển phát nhanh phong trì gửi một ít sách ngươi phân cho đệ tử tông môn đi tràng chủ là sách gì vậy lâm thanh hỏi tràng chủ tốt như thế sao ý nghĩa nhân sinh nghĩ xem cả thanh huyền tông đọc nó một lần vào buổi sáng cuộc sống của con người sẽ không hối tiếc vì đã lãng phí nhiều năm sẽ không xấu hổ vì bận rộn ta muốn cống hiến năng lượng cuộc sống của mình cho sự nghiệp kiếm tiền vĩ đại chúng ta cam kết thay đổi vận mệnh của mình thay vì thở dài thở dài vì thiếu tài năng và thở dài vì bất công chúng ta muốn kiếm tiền và cho cả thế giới thấy không có thiên phú không có cơ duyên chúng ta vẫn có thể vươn tới đỉnh cao bức tranh này đẹp quá nếu bọn họ đọc to hơn lại diễu hành trên cả nước thì thật là hoàn hảo không biết lâm thanh có làm như vậy không giang thái huyền cũng không rõ dù sao sách đã được gửi qua có huy động cả tông môn hay không đó là việc của lâm thanh Tên mập Tây Môn lại cút về Thanh Nguyệt Thành trong coi đạo tràng rồi, Giang Thái Huyền lại trở lại trạng thái thường ngày. Nằm trên võng, Giang Thái Huyền lâm vào trầm tư, một lúc sau nói, gia các thần hầu, có trận pháp nào có thể để lại hình ảnh và âm thanh rất rõ ràng, hình thức có thể rất hoành tráng không? Tràng chủ, ngươi có thể tìm luyện khí sư, một ngọc bội có thể giữ âm thanh, thêm một tinh thạch ký ức là có thể, nếu có thể thu thập một số nguyên liệu, ta cũng có thể luyện chế loại trận pháp này. Gia các thần hầu đáp. Ta muốn nó lớn, ít nhất phải dài 2 mét và cao 1 mét. Giang Thái Huyền nói. Vậy ngươi thu thập vật liệu đi, đợi ta về sẽ viết danh sách cho ngươi. Gia các thần hầu đáp. Mong rằng vật liệu sẽ không quá quý giá, nếu không sẽ không phát triển được. Giang Thái Huyền biểu môi. Các đại gia tộc đều bận rộn, nhận đồ bản thân mua về, Thanh Huyền Tông đột nhiên có rất nhiều hàng xóm. Từ miệng của những người hàng xóm này, Lâm Thanh Tông chủ tiêu 40 vạn nguyên tệ, mua cái thẻ trí tôn gì đó, quyền phát hành, đám người Lâm thương tức suýt ói máu. Có 40 vạn nguyên tệ, mà không cho bọn họ mua đạo cảnh thần thông. Bọn họ cũng biết, hiện tại Lâm Thanh không muốn để bọn họ đột phá thần thông là vì vị trí tông chủ chưa ai làm, sẽ rất ầm ĩ. Giang Thái Huyền cầm thần huyết đan, không vội luyện hóa mà lấy hàng hóa ra, để bọn võ giả tiên thiên giao hàng. Hứa trường không cũng bận biệu, mời thần hầu bày trận để vườn thuốc an toàn và nhanh chóng sinh trưởng. Đến tối, gia các thần hầu mới trở về, hai bên tranh luận sôi nổi. Chính loại đó có thể truyền tin, chúng ta chỉ cần dùng thứ gì đó để ghi lại hình ảnh là được, sau đó rót nguyên lực vào, hoặc nguyên tin, là có thể đưa những hình ảnh này hiện ra một lần nữa. Giang Thái Huyền nói, dừng một chút, lại nói tiếp, điều quan trọng nhất là có thể cắt giảm. Không khó, hơn nữa vật liệu cũng không quý, chỉ là ngươi muốn cắt giảm, có phải yêu cầu có hơi cao không? Tràng chủ của ta. Gia Các Thần hầu biểu môi, dù ta là kỹ thuật viên, nhưng ngươi cũng không thể đưa ra yêu cầu như thế chứ. Thân là một thần ma, ngươi song tu trận pháp võ đạo mà ngay cả điều ấy cũng không làm được, như vậy không mất mặt thần ma sao? Giang Thái Huyền nói. Gia Các Thần hầu suy nghĩ một chút, nói, có thể làm được, nhưng rất phiền phức. Phiền cũng phải làm, nếu ngươi có cách chúng ta có thể tìm người làm không cần ngươi phải tự động tay ngươi chỉ cần làm một cái mẫu thôi là được giang thái huyền nói được thôi ngươi trước tiên nói người ta đi thu thập các vật liệu này đi gia các thần hầu nói có thể chỉ cần ngươi có thể làm mấy vật liệu này không thành vấn đề giang thái huyền vui mừng không xiết nhanh chóng bước vào truyền tống trận tràng chủ ngươi đi đâu vậy tinh mễ của vườn thuốc sau này các ngươi không thể ăn đây đều là tiền đấy giang thái huyền nói nhóm thần ma vô duyên vô cớ tự nhiên cắt mất phần thức ăn của bọn ta giang thái huyền trực tiếp xông vào vườn thuốc tinh mễ trong vườn thuốc sinh trưởng rất tốt dày đặc không biết có thể thu hoạch được bao nhiêu cứ đợi từ từ xem đến lúc đó đầu tư nhiều hơn giang thái huyền nói đều là tiền làm sao cho thần ma ăn được điều này là không thể sau khi kiểm tra giang thái huyền hài lòng quay trở lại đạo tràng ở vân thủy thành các đại gia tộc ở vân thủy thành về cơ bản đều bận rộn thu thập tài nguyên bán chúng kiếm tiền hoặc chuyển chúng đi mối làm ăn của các gia tộc này không chỉ ở vân thủy thành mà còn ra cả đại vân quốc cùng các nhà buôn làm ăn còn lâm thanh cũng liều mạng in tập sang thần ma tập sang thần ma mới vừa được in xong các đệ tử thanh huyền tông đã lật đi lật lại xem thật kỹ chuyện này liên quan đến phần thưởng sau này của họ một số võ giả thì thường đến mua thẻ cào, đây chính là thẻ thần ma nhất định phải có, nếu gom đủ 100 thì sẽ phát huy tác dụng. Gia các thần hầu vẫn luôn bận rộn, kiếm được thần ma đang cũng nhiều lắm, Lý Nguyên Bá và võ tòng hâm mộ, loại nhân tài kỹ thuật này, ở đâu cũng chẳng giống nhau. Giang Thái Huyền đang vùi đầu viết bản kế hoạch, còn người của các đại gia tộc đã dùng tốc độ nhanh nhất để đến thành trì họ chọn. 20 người bọn họ, Giang Thái Huyền đã nói chỉ chọn ra 12 người, vì thế cơ bản tất cả mọi người đều cố hết sức hai ngày sau phương minh gửi một tin nhắn trên thiên võng tràng chủ ta đã tới thiên phong thành rồi lớn lên trong một gia tộc kinh doanh phương minh biết rất rõ rằng chỉ ở một thành trì lớn hơn mới có thể phát triển tốt hơn truyền tống trận đặt xong rồi giang thái huyền hỏi đã đặt xong rồi phương minh đang nghe truyện trên tv audio cv trả lời lại chỉ trúc cơ mới có thể truyền tống may mà ta còn chưa đột phá. Giang Thái Huyền thở vào nhẹ nhõm bước lên truyền tống trận. Nếu tiến vào đạo quả, chỉ có thể tìm cách tăng cường truyền tống trận mà thôi, hoặc tự mình bay đi. Ánh sáng lóe lên, Giang Thái Huyền đã tới Thiên Phong Thành, đây là một ngọn đồi bên ngoài thành. Làm tốt lắm, ngươi đã được tuyển rồi, đợi ta bố trí xong đạo tràng đã. Giang Thái Huyền khen một tiếng, sau đó chọn một vị trí, liên hệ hệ thống, để đạo tràng đến trong đôi mắt kinh ngạc của phương minh một tia sáng vàng lóe lên một căn nhà gỗ hiện ra là kiến trúc của chi nhánh thần ma đạo tràng đừng ngạc nhiên như vậy không có chuyện gì mà thần ma đạo tràng không làm được giang thái huyền vung tay lên trên tay nổi lên một tờ giấy vàng đây là hợp đồng thực tập của nhân viên cửa hàng ký tên đi phương minh liếc mắt nhìn không có vấn đề gì nhỏ giọt máu ký tên hừng được đấy làm việc chăm chỉ nếu làm tốt sẽ được lên chính thức mỗi tháng sẽ nhận được hai phần thưởng giang thái huyền nói cảm ơn tràng chủ phương minh nhất định cố gắng phương minh nói vì ngươi là người đầu tiên thiết lập xong truyền tống trận cho nên ta sẽ cấp cho ngươi thẻ hội viên cấp thấp ngươi có thể tùy ý đưa người khác cũng được giang thái huyền nói cảm ơn tràng chủ phương minh vui mừng giang thái huyền mỉm cười gật đầu hắn sẽ không nói thẻ hội viên sẽ phổ biến trong tương lai đến lúc đó nhân viên đều có một cái để phương minh làm ăn thuận lợi giang thái huyền lại đi trở lại thần ma đạo tràng giang thái huyền nhìn thấy hai thần ma đang uống trà người nào trong các ngươi sẽ đến trấn giữ chi nhánh đạo tràng ở thiên phong thành ở đó mới khai trương chắc là có nhiều nhiệm vụ lắm ta đi lý nguyên bá cùng võ tòng đồng thời mở miệng nói võ tòng đi đi lý nguyên bá cứ từ từ còn có một cái ở thủ đô nữa Giang Thái Huyền nói: "Vậy cũng được." Nghe thấy còn một cái ở quốc đô, Lý Nguyên bá lúc này mới không tranh nữa. Ngay sau đó, có người gửi tin nhắn đến đã đặt truyền tống trận xong, Giang Thái Huyền cũng đến thành lập một chi nhánh đạo tràng nữa. Như thế, thần ma đạo tràng đều đã có phân đạo tràng trên cả nước, nó thực sự mở ở khắp mọi nơi, nhưng nhân lực lại thiếu trầm trọng, thiếu thần ma trấn giữ. Thiếu cường giả trấn giữ, không thành vấn đề tạm thời để những gia tộc đó đứng đầu. Giang Thái Huyền nghĩ 14 thành ở Đại Vân, Trừ Thủ Đô, Vân Thủy Thành, Thiên Phong Thành ra, còn lại Trúc Cơ Đỉnh đều có thể hoành hành. Nhân viên được cửa hàng đạo tràng lựa chọn đều là cường giả Trúc Cơ, thế là đủ rồi, nhưng nhiệm vụ thuê người rõ ràng là không đủ, cho dù một thành một người thì cũng cần 14 người. Hay là thử dịch dinh dưỡng trung cấp xem. Nghĩ nghĩ, Giang Thái Huyền vẫn bác bỏ ý kiến này, cứ để ba người Lý Bạch, Lý Quảng và Gia các thần hầu làm nhiều nhiệm vụ hơn, cũng lấy được nhiều thần ma đang hơn. Tràng chủ Yêu khí nồng đậm kéo tới, Thanh Ngọc Sư Vương nên ngang đến. Ôi, Thanh Ngọc Sư Vương à, thật là uy nghiêm, cả yêu khí cũng thèm che giấu một chút, không sợ bị người khác tử hình à. Giang Thái Huyền cười nói Tràng chủ, ngươi đừng nói nữa, ta vừa nói ta nợ tiền ngươi, những người đó chẳng dám đụng đến ta nữa, ai cũng không nhìn thấy, có người muốn ra tay nhưng liền bị tha đi rồi. Thanh Ngọc sư Vương nói. Nó hôm nay mới phát hiện ra, cảm giác thiếu nợ cũng khá tốt đấy. Sắc mặt Giang Thái Huyền tối sầm lại, tên này không phải sẽ không trả tiền đấy chứ. Khụ, Tràng chủ, lần này ta mượn mấy chiếc nhẫn, ngươi xem có đủ 22 vạn nguyên tệ không? Thanh Ngọc sư Vương vội vàng lấy tài nguyên ra, nó không muốn thấy cảnh Tràng chủ lại đánh nó một trận lần này thanh ngọc sư vương buộc phải moi móc hết tài sản ngoài ra cũng ra sức tìm kiếm dược liệu khoáng thạch mới thu thập được nhiều như vậy giang thái huyền nhìn dược liệu chất thành núi còn có rất nhiều dược liệu cấp thấp xem ra lần này thanh ngọc sư vương thật sự gần như bị lột sạch hệ thống quét giá ngon đủ rồi còn thừa ra một vạn lẻ ba trăm nguyên tệ ngươi muốn nguyên tệ hay muốn thẻ hội viên giang thái huyền nói thẻ hội viên tất nhiên là thẻ hội viên thanh ngọc sư vương có lên thiên võng xem trên đó có giới thiệu về thẻ hội viên do lâm thanh phát có thể tiết kiệm tiền cũng có thể mua trước dựa vào cái gì lại không chứ được rồi đưa con trai ngươi đi đi giang thái huyền nói tràng chủ ta mua một thần huyết đan thanh ngọc sư vương hưng phấn nói nó nhịn rất lâu rồi lần này đem hết của cải ra trả nợ chính là vì muốn mua thần ma đan Giang Thái Huyền trực tiếp khấu trừ một vạn nguyên tệ, sau đó lấy một viên thần huyết đan ra đưa cho Thanh Ngọc Sư Vương. Thanh Ngọc Sư Vương vội vàng nhận lấy, nuốt chửng ngay tại chỗ. Rào. Quái thú gầm lên một tiếng, yêu thú quay cùng, khí thế của Thanh Ngọc Sư Vương tăng lên, cảnh giới đình trệ nhiều năm cuối cùng cũng thay đổi, bình cảnh bắt đầu buông lỏng. Đáng tiếc một viên thần huyết đang quá ít, nói chung vẫn không làm hắn thay đổi lớn. Tràng chủ, tạm biệt ta phải về thu thập tài nguyên đây." Thanh Ngọc Sư Vương nói, chỉ cần mua thêm vài thần huyết đang nữa thì hắn nhất định sẽ trở thành đại yêu thần thông. Một khi đạt được thần thông, ở Yêu thú sơn mạch kia đều là những đại yêu nổi tiếng, tài nguyên thu thập sẽ càng nhiều hơn. "Mang con trai của ngươi đi." Giang Thái Huyền đen mặt nói. "Vâng, tràng chủ." Thanh Ngọc Sư Vương nhanh chóng quay đầu lại nhìn đứa con trai ngốc của mình, yêu khí phát ra, trực tiếp bế nó bay lên. Tràng chủ, ta đã bố trí xong rồi. Trên thiên võng, 20 người lần lượt gửi tin nhắn đến, theo nguyên tắc ai gửi trước thì chọn, Giang Thái Huyền chọn ra 12 người trở thành nhân viên cửa hàng. Phong Diệp Thành cũng có một người hoàn thành, 14 thành của Đại Vân, tất cả đều đã có thần ma đạo tràng, nhưng Giang Thái Huyền không thể không nhận thêm người nữa. 8 người còn lại truyền tống đến đạo tràng Vân Thủy Thành. Giang Thái Huyền nói: Mặc dù 8 người này chưa được nhận nhưng cũng bố trí được truyền tống trận, về sau gia tộc cũng có thể truyền tống lại đây để phát triển. Người của công ty chuyển phát nhanh cũng đang nhàn rỗi. Một đường cầu vòng dài tỏa sáng, xuyên thủng bầu trời, Triệu Minh thản nhiên hạ xuống, tràn chủ, có nhiệm vụ gì sao? Người của công ty chuyển phát nhanh hâm mộ không thôi, ngự kiếm phi hành, ngầu quá. Nhìn đi, nhìn đi, mua thanh liên kiếm điển, một người có thể đi hết một thành trì, mấy người có ít gì chứ? Giang Thái Huyền chỉ vào đám người đó mắng. Các võ giả tiên thiên biểu môi, bọn họ cũng muốn. Thần Ma đạo tràng đã mở cửa khắp Đại Vân quốc rồi, các ngươi hiện tại mới nắm được Vân Thủy thành, còn chuyển phát nhanh các thành trì còn lại, các ngươi có muốn giao hàng không? Giang Thái Huyền nói. Muốn. Triệu Minh vội vàng nói, tốc độ bay này thật là nhanh, trong chốc lát ta đã giao được hơn chục gia tộc rồi, không mất sức, hơn nữa khi ta bay qua những tên đó nhìn ta với ánh mắt cực kỳ hâm mộ. "Mua, chúng ta cũng phải luyện thanh liên kiếm điển." Các võ giả Tiên Thiên còn lại nhịn không được, đây đều là tiền, 14 thành đại vân, cho dù một thành trì, một ngày trung bình kiếm được 10 nguyên tệ thì tính ra cũng hơn 100. Hơn nữa, nếu lại giao hàng đến Yêu Thú Sơn mạch thì chẳng phải sẽ phát tài sao? Thì đấy, sớm biết thế thì đưa vốn liếng của các ngươi ra đây." Giang Thái Huyền nói chỉ là chúng ta lấy vốn ra thì cũng không có trúc cơ. Công ty chuyển phát nhanh cười khổ. Ta cũng không có cách, các ngươi tự mình nghĩ đi. Giang Thái Huyền nhún vai, cũng đã giả thích rồi, làm có được hay không là chuyện của bọn họ. Tràng chủ, chúng ta trở về rồi. Tám người bị loại truyền tống đến, thở dài bất lực. Từng, trở về là tốt rồi, các ngươi đọc cho ta nghe ý nghĩa nhân sinh thử, từng người một. Giang Thái Huyền nói. Con người khi còn sống, cuộc đời nghèo khó là cuộc đời vô nghĩa. Người nghèo không thể không cố gắng. Khổ tu chưa hẳn đã thành thần, có tiền mới là cao nhất. Cuộc sống của ta chắc chắn sẽ chuyên tâm kiếm tiền. Tám người lần lượt học thuộc lòng, một chữ không sai, bọn họ đều vì muốn vị trí nhân viên cửa hàng, chuyên tâm nghiên cứu không thua gì các võ giả còn lại. Giang Thái Huyền im lặng, các ngươi đều học tốt như thế, người nhà các ngươi có biết không? Tràng chủ tám người nhìn giang thái huyền chờ mong hy vọng giang thái huyền có thể nói bọn họ còn có cơ hội khoảng tù tì các ngươi có biết không giang thái huyền đột nhiên hỏi không tám người lắc đầu vậy thì ta sẽ dạy các ngươi ta ra búa ngươi ra bao búa lớn hơn kéo kéo ba cái khắc chế nhau các ngươi quyết định thắng bại giang thái huyền nói tám người ngươi gọi chúng ta tới đây là học thuộc lòng sau đó đến trò oẳn tù tì đậu xanh một chút nội dung kỹ thuật cũng không có mặc dù tám người không hiểu giang thái huyền định làm gì nhưng họ vẫn làm theo cuối cùng cường giả trúc cơ của một gia tộc nhỏ tên là lý trí đã thắng chúc mừng ngươi lý trí ngươi đã trải qua rất nhiều gian khổ đột phá vòng vây thành công trở thành nhân viên cửa hàng của thần ma đạo tràng ở vân thủy thành giang thái huyền trịnh trọng nói nào đến đây ký hợp đồng thực tập thôi bảy người còn lại làm vậy có qua loa quá không vậy đây là nhân viên cửa hàng của thần ma đạo tràng đấy tràng chủ của ta ơi ngươi oẳn tù tì một hồi đã mẹ nó tuyển chọn rồi được rồi bảy người các ngươi có thể về nhà rồi đừng có không phục về sau còn có cơ hội các ngươi là ứng cử viên giang thái huyền xua tay nói bảy người không nói nên lời chỉ có thể rời đi nếu không chấp nhận thì sao tràng chủ ở đây là người định đoạt Bất cứ người nào anh ta muốn làm nhân viên thì người đó chính là nhân viên. Sau khi ký hợp đồng, Giang Thái Huyền nói, Vân Thủy Thành, sắp được rồi, tất cả những gì ngươi phải làm là làm cho hoạt động kinh doanh ở Vân Thủy Thành tốt hơn, hiểu không? Tràng chủ, ta hiểu, ta nhất định sẽ không làm ngươi thất vọng. Lý Trí nói. Giang Thái Huyền gật đầu hài lòng, sau đó nói, đợi ta giải quyết xong vấn đề trước mắt, về sau nơi này sẽ giao cho ngươi phụ trách đây là số tiếp theo của tập sang thần ma nhớ kỹ thần ma đạo tràng chúng ta trừ thế lực và người ta ghét ra làm ăn với ai cũng đều có thể qua lại được ngoài ra một trong những khách hàng của chúng ta là thanh ngọc sư vương vâng tràng chủ lý trí đáp trong lòng cũng kinh ngạc việc buôn bán của thần ma đạo tràng lại qua lại với yêu thú kia công ty chuyển phát nhanh lại ký hợp đồng đi giang thái huyền vẫy tay nói tràng chủ Triệu Minh vội vàng chạy tới. Đến đây, ký một tuần, có hợp đồng này, về sau các ngươi có thể lấy hàng trong tay nhân viên cửa hàng đạo tràng, không cần phải thông qua ta. Giang Thái Huyền nói. Vâng, tràng chủ, vậy chúng ta đi các thành trì còn lại, có phải cũng như vậy không? Đám người Triệu Minh vui mừng. Đúng thế, nhưng hợp đồng này tạm thời chỉ có một tháng, trong một tháng, ở bất kỳ chỗ nào có thần ma đạo tràng đều có thể lấy hàng, nhưng trong vòng 10 ngày, phải bàn giao lại tiền, nếu không, chết không nghi ngờ." Giang Thái Huyền nói. "Tràng chủ đừng lo, sau khi bọn ta xử lý xong đơn hàng sẽ bàn giao ngay." Đám người Triệu Minh run run, vội vàng cam đoan. Giang Thái Huyền hài lòng gật đầu, làm tốt vào, ta xem trọng các ngươi đấy. Dặn dò lý trí xong, Giang Thái Huyền bước lên truyền tống trận, trở về Thanh Nguyệt Thành chuẩn bị đột phá đạo quả. Trong khoảng thời gian này, hắn đã tích lũy được gần 8 vạn nguyên tệ với một viên thần huyết đan đổ tiền mua linh khí tiên thiên hết thì cũng đủ để hắn đột phá đạo quả sau khi mua được linh khí tiên thiên giang thái huyền liền vào trong vườn thuốc nơi này có ảo trận hắn sẽ không bị quấy rầy giang thái huyền tuyên bố bế quan thần ma đạo tràng tiếp tục hoạt động trừ tây môn mập ra thì các nhân viên cửa hàng đều là tin anh còn tây môn mập mạp cũng bị giang thái huyền đưa một cuốn ý nghĩa nhân sinh sau khi hắn xuất quan sẽ kiểm tra nếu không thuộc lòng đánh chết thằng nhóc đó. Giang Thái Huyền bước vào dược điền, ngồi xếp bằng dưới tàn cây của võ tòng, luyện hóa linh khí tiên thiên, tăng tu vi. Tại biên giới Đại Vân, trên đường đến Đại Vân Quốc, một nhóm bốn người đang chạy với tốc độ rất nhanh. Trần trưởng lão, người nói những gì Vương Minh Minh nói là thật sao? Vậy thì Thanh Nguyệt Thành, Vân Thủy Thành, thật sự có nhiều thiên tài. Một võ giả trẻ nhíu mày nói. Đây là tin tức liễu sư tỷ dùng mỹ nhân kế mà có, cộng thêm 10 vạn nguyên tệ nữa, nên chắc chắn là thật." Một cô gái trầm giọng nói, "Tại sao Vương Minh Minh lại không báo tin quan trọng như vậy cho Vô Cực Tông, ngược lại bán cho Liễu sư tỷ?" Võ giả trẻ tỏ vẻ khó hiểu hỏi. "Nghe Liễu sư tỷ nói, Vương Minh Minh này rất tham tiền, đã từng công khai nói trong Vô Cực Tông là chỉ cần đưa hắn tiền, cái gì hắn cũng làm." Cô gái nói, "Nếu bảo hắn chống lại Vô Cực Tông thì sao?" võ giả không tin một trăm vạn nguyên tệ cùng chúng ta nội ứng ngoại hợp cô gái đáp nàng thật sự không hiểu tại sao vô cực tông lại chấp nhận vương minh minh đây hoàn toàn là một cái tên lừa bịp vì tiền cả tông môn cũng bán đứng những đệ tử như vậy sẽ không bao giờ được tông môn của họ chấp nhận mặc dù tài năng của vương minh minh quả thực rất đáng sợ bất kể những gì vương minh minh nói là đúng hay sai hắn đến từ thanh nguyệt thành đại vân quốc có thể thành thiên tài như thế, chúng ta đi xem cũng xứng đáng, sợ gì không đợi được thiên tài chứ. Người đàn ông trung niên nãy giờ im lặng, nói. Sao không cưỡi yêu thú đạo quả đi, chúng ta đi như vậy rất chậm. Cô gái có vẻ hơi mệt mỏi. Yêu thú kiêu ngạo, ta cưỡi được, nhưng thực lực của các ngươi quá yếu. Người đàn ông trung niên lắc đầu, dừng lại, sau đó nói, hơn nữa, những yêu thú đạo quả kia là đồng đội của các trưởng lão khác, cho nên rõ ràng họ không cho chúng ta mượn. Đừng nói nữa, chạy nhanh chút đi, nhanh chóng đến Vân Thủy Thành và Thanh Nguyệt Thành. Đã hơn một tháng, không biết tiêu thiên như thế nào, ta trở về trước, đưa sổ sách lên. Một người phụ nữ bước đi nhẹ nhàng, phong thái quyến rũ, lần này trở về nhà lấy tài nguyên gia tộc, mới thực sự cảm nhận được sự kinh khủng của thần huyết, hơn một tháng liền làm ta tiến vào thời kỳ đạo quả, nếu ta có thể lấy được thân thể của thần võ tiền bạc cuối cùng cũng gom góp đủ đã đến lúc phải về rồi một võ giả trẻ tuổi thở dài chạy như điên về thanh nguyệt thành rào một tiếng gầm dài yêu hoàng vỗ cánh sức mạnh huyết thống đỉnh cấp lan ra mấy dặm hai cánh màu đỏ rực như lửa mọc trên một quả cầu thịt vèo phạch phạch tiểu thư chúng ta có thể đừng cậy mạnh nữa được không mượn huyết mạch yêu hoàng võ giả trúc cơ có thể phi hành trong cự ly ngắn thần thoại về yêu hoàng tộc này nhất định bị ngươi làm hỏng rồi. A Hoài không biết làm sao nhìn Hoàng Nhã Yên. Khuôn mặt bầu bỉnh của Hoàng Nhã Yên rất khó chịu, đứng dậy bất mãn nhìn hắn chầm chầm, đợi ta đột phá đạo quả nhất định có thể phi hành. Có lẽ, A Hoài nhún vai nói, tiểu thư, đã hơn một tháng, chúng ta có phải nên đi thần ma đạo tràng không? Đương nhiên, chờ ta trở về, nhất định làm đám lão gia kia đẹp mặt, dám cười nhạo ta à. Hoàng Nhã Yên biểu môi. Lần này đám lão gia kia cho ta bao nhiêu tiền? Hoàng Nhã Yên hỏi. Đối với việc tiểu thư thức tỉnh huyết mạch, những người đó đã thừa nhận ngươi vẫn có huyết mạch yêu hoàng, cũng không đính hôn tùy tiện cho ngươi nữa, còn đặc biệt thưởng cho ngươi 100 nguyên tệ, hơn nữa còn có toàn bộ di sản của cha mẹ ngươi, cùng với sự giúp đỡ của gia tộc, ngươi tổng cộng có 3.100 nguyên tinh. A à Hoài nói. Vậy thì đủ rồi, chúng ta xuất phát thôi. Hoàng Nhã Yên dơ nắm đấm nhỏ, lao về phía Thanh Nguyệt Thành. Quy ước 3 tháng, những người này đều đang cố gắng, hiện tại đã hơn nửa thời gian trôi qua, họ cũng đã thu thập đủ tiền để trả nợ. Ninh Viễn Thành cách Thiên Phong Thành không xa, đây là khu vực biên giới giữa Đại Vân Quốc và Thiên Mộc Quốc. Tại đây thường xuyên xảy ra chiến tranh, hai nước chiến tranh quanh năm, thương vong vô số, võ vương Đại Vân Dương Tông dẫn quân chiến đấu chống lại Thiên Mộc Quốc. Vào thời điểm đình chiến, Dương Tử Lăng và Dương Tấn còn có đại ca đưa mọi người đến Ninh Viễn Thành trước để mua một số vật tư. Đợi đã. Đi ngang qua một ngọn núi nhỏ, Dương Tử Lăng có chút sững sờ, là mình hoa mắt rồi sao? Xuất hiện ảo giác chăng? Tiểu muội ngươi sao vậy? Còn cách Ninh Viễn Thành một dặm nữa mà. Tướng quân trẻ Dương Nộ nhíu mày. Tiểu thư, vương gia vẫn đang đợi. Dương Tấn nhắc nhở, theo bản năng nhìn theo phía mà dương tử lăng đang nhìn ánh mắt trợn to đậu xanh dương tấn dương nộ nhíu mày sao lại kinh ngạc vậy ngươi cũng thấy dương tử lăng cứng nhắc quay đầu nhìn dương tấn thấy rồi dương tấn khó khăn gật đầu khô khan nói thần ma đạo tràng này sao lại mở ở đây đúng vậy họ đã nhìn thấy thần ma đạo tràng nhưng mà thần ma đạo tràng không phải ở thanh nguyệt thành sao sao lại chạy vào ninh viễn thành không yên bình này đó là thần ma đạo tràng mà tiểu muội nói sao dương nộ kinh ngạc hỏi nhà gỗ đó sao nghỉ ngơi tại chỗ chúng ta đi một chút sẽ trở lại dương nộ ra lệnh rồi cưỡi ngựa đi dương tử lăng cùng dương tấn cũng vội vàng đi theo chào mừng đến đây nhân viên cửa hàng ở đây chính là ngọc vân của ngọc gia khác với phương minh phương minh chọn đại thành trì nàng chọn ninh viễn thành bởi vì ở đây quanh năm đều chiến tranh cần nhiều tài nguyên và chiến tranh là nơi tiêu tốn nhiều tài nguyên nhất đây là thần ma đạo tràng dương tử lăng hỏi tràng chủ giang thái huyền đâu đây là chi nhánh của thần ma đạo tràng ta là nhân viên cửa hàng ở đây ngọc vân các ngươi muốn đặt gì linh khí tiên thiên tăng thực lực hay là thần ma hoặc huyết mạch để thay đổi thể chất ngọc vân mỉm cười nói dương tử lăng há hốc miệng còn chưa kịp nói ngọc vân lại nói nơi này còn có thể cào thần ma, nhưng mà là sản phẩm mới ra mắt, tờ nào cũng sẽ có thể thần ma ở trong. Nếu tích lũy thẻ thần huyết đến số 100 có thể đổi được một phần 10 thần huyết, thần thể cũng giống vậy. Đến đây, các ngươi chỉ cần có tiền, mọi ước mơ đều có thể thực hiện. Đây hẳn là tràng chủ dạy dỗ. Dương Tấn là người đầu tiên lên tiếng. Dương Tử Lăng gật đầu, vô cùng đồng ý, chỉ có tràng chủ mới nói chuyện tiền nông như thế. Dương Nộ kinh ngạc, Tuy rằng đã nghe Dương Tử Lăng nói qua, nhưng tận mắt thấy thì thật chấn động. Chỉ cần có tiền, cái gì cũng có thể. Tại sao đột nhiên cảm giác việc tiểu muội muốn bán trang bị đã hư hao là đúng nhỉ? Nội tâm Dương Tấn run rẩy. Dương Tử Lăng đi dạo một vòng, phát hiện có nhiều thẻ cào, còn có thực đơn của Lý Bạch. Ánh mắt Ngọc Vân chợt lóe, nhìn dáng vẻ quen thuộc của Dương Tử Lăng và Dương Tấn, trong lòng có suy đoán, sau đó lại nhìn Dương Nộ đang ngơ ngác, cười thầm, vị tướng quân này có muốn mua một ít đồ để tăng thực lực không chiến trường rất khốc liệt chỉ khi có đủ sức mạnh thì ngươi mới có thể báo danh nhìn linh khí tiên thiên xem tăng chất lượng nguyên lực còn có công pháp thần cấp nữa ngọc vân cố gắng đẩy tiêu thụ nói dương nộ há hốc mồm hắn thật sự rất muốn mua nhưng hắn không có tiền nếu không có tiền có thể thử quay thưởng kim tệ nguyên tệ nguyên tinh đều có thể dùng để quay thưởng phần thưởng đều là thần cấp ngọc vân lại nói rồi lập tức chỉ vào thẻ cào còn cái này thì sau khi cào chắc chắn sẽ trúng thưởng nếu gom đủ thẻ thần huyết hoặc thẻ thần thể năng lực của các ngươi sẽ cực kỳ đáng sợ khụ đại ca ngàn vạn lần đừng quay thưởng dương tử lăng ho khan nói vì sao dương nộ khó hiểu hỏi vì vụ quay thưởng này tiểu thư đã tiêu mấy vạn nguyên tệ mà chẳng nhận được gì cả dương tấn nói dương tử lăng xấu hổ sắc mặt dương nộ trở nên đặc sắc, mấy vạn nguyên tệ, đều tiêu hết. Sao ta lại không biết ngươi có nhiều tiền như thế chứ? Vận may của mỗi người khác nhau, các ngươi ở trên chiến trường còn bình an vô sự, thì chắc chắn có rất nhiều may mắn. Đừng nói nữa, giọng điệu này ta đã quá quen rồi. Dương Tử Lăng giật giật khóe miệng, đúng là chân truyền của tràng chủ mà. Vậy chúng ta lần này mua cái gì? Dương nộ cau mày, chỉ đến xem thôi à. Dương Tử Lăng rối rắm, tiền của chúng ta phải mua vật tư, vật tư ở Ninh Viễn Thành cực kỳ đắt đỏ, mua rồi cũng chẳng dư được đồng nào. Vật tư à, các ngươi định mua vật tư gì? Nghe xong Ngọc Vân vội hỏi, củi gạo dầu muối, vũ khí trang bị, lương thực vân vân, các ngươi có thể tìm ta. Hả, thần ma đạo tràng còn bán cả cái này? Dương Tử Lăng sững sờ, tràng chủ không phải rất khinh thường mấy thứ này sao, dưới cấp thần đều là rác rưởi, hắn không bán mà ta có thể giúp các ngươi mua hàng, các ngươi muốn bao nhiêu, ta có thể giúp các ngươi đem từ Vân Thủy Thành đến đây. Ngọc Vân nói, dừng một chút, lại nói, ta còn có thể nhờ người giao hàng, các ngươi chỉ cần đưa tiền ra là được. Từ Vân Thủy Thành đến đây, còn có người giao hàng. Từ Vân Thủy Thành đến có phải rất lâu không? Dương Nộ hỏi, khoảng cách bao xa, còn có vật tư nhiều nữa, ngươi định dùng một tháng để giao hàng đến đây à? Về phần phái người đi giao, cho dù có phái võ giả đạo quả bay đi giao hàng cũng không kịp bọn ta có truyền tống trận một giây thôi có thể từ vân thủy thành đến ninh viễn thành các ngươi muốn bao nhiêu vật tư ta có thể dùng những không gian đưa tới cho các ngươi truyền tống trận ba người đều sững sờ qua lại hai thành chỉ trong một giây thần ma đạo tràng này có cao cấp quá không vậy khụ cái này thuộc về công việc kinh doanh cá nhân của gia tộc ta như thế này các ngươi cũng có thể tiết kiệm một số tiền và mua đồ của đạo tràng gia tộc nhà ta và đạo tràng đều có lợi ngọc vân giải thích cả ba người đều sững sờ chẳng trách ngọc vân nói vật tư cũng giao cho nàng vậy phái người đi giao hàng là sao dương nộ hỏi công ty chuyển phát nhanh phong trì các ngươi chỉ cần để lại địa chỉ tên người nhận hàng bọn họ sẽ đưa hàng đến địa chỉ đó ngọc vân cũng không quên kéo việc làm cho công ty phong trì Bây giờ thần ma đạo tràng đã phát triển như vậy rồi sao? Giọng dương tử lăng rung lên. Chỉ trong một thời gian ngắn mà chi nhánh đạo tràng đã chạy tới tận đây rồi, còn có giao hàng nữa. Rồi còn truyền tống trận. Ngọc Vân mỉm cười, bọn ta có thể giúp các ngươi mua hàng ở Vân Thủy Thành với giá gốc, chỉ mất phí 100 nguyên tệ, còn nếu tính cả phí giao hàng thì sẽ cộng thêm tiền. 100 nguyên tệ. Giá cả lương thực ở Vân Thủy Thành bao nhiêu? Dương Tử Lăng hỏi bây giờ thức ăn bình thường của vân thủy thành không đáng bao nhiêu một kim tệ hai ký ngọc vân trả lời giá này tuy không rẻ nhưng so với ninh viễn thành quả thực rẻ hơn mấy lần dương tử lan sửng sốt dương nộ cũng ngẩn ra đây là nơi chiến tranh giá đồ ăn đương nhiên cao ngọc vân nói trong lòng có câu chưa nói bởi vì sau một thời gian có lẽ lương thực ở vân thủy thành sẽ rẻ hơn nữa giá lương thực không cao nhưng vẫn bán được một số khu đất bỏ hoang đã được người dân vân thủy thành canh tác trước đây các đại gia tộc vẫn có nhu cầu mua lương thực nhưng bây giờ họ đã bắt đầu bán lương thực không chỉ lương thực mỗi đại gia tộc đều trồng thứ có thể bán lấy tiền vườn thuốc trận pháp tài nguyên nhiều thủ hạ không cần dùng nữa nhưng cũng không thể lãng phí đúng không tất nhiên tất cả đều bắt đầu làm có đủ nhân lực để thu thập tài nguyên rồi thì các nhân lực còn lại lao vào làm việc khác canh tác đối với võ giả mà nói canh tác thực sự không phải là một việc khó khăn, nó chỉ là một trong những nhiệm vụ mà thôi. Dương Tử Lăng tính toán, nếu mua từ Vân Thủy Thành, cho dù thêm 100 tệ, thì bản thân vẫn còn dư hơn ngàn nguyên tệ, cộng thêm thu thập của đại ca, vẫn có thể mua một hai món đồ của đạo tràng. Vì ngươi giúp chúng ta mua quần áo, vũ khí và thiết bị cho 10 vạn người, còn có chút vật liệu. Dương Tử Lăng trực tiếp lấy ra một tờ giấy ghi chi tiết, trong đó cho những thứ mà các nàng cần mua. Tổng cộng là 8.500 nguyên tệ, cộng thêm 100 nguyên tệ, giá này các ngươi thấy sao? Ngọc Vân hỏi. Không thành vấn đề, giá này được. Dương Nộ vội vàng đáp ứng. Thật sự quá rẻ. Nghe Dương Nộ nói vậy, Ngọc Vân lập tức mở thiên võng gửi tin nhắn cho thần ma đạo tràng, liệt kê một danh sách chi tiết. Chẳng mấy chốc, lão tổ Ngọc Gia ở đây nhận được tin nhắn, lập tức phân phó người làm các hoạt động của gia tộc khổng lồ những thứ cơ bản này thực sự rất rẻ ở vân thủy thành tất cả vật tư đã được mua trong vòng chưa đầy một giờ một đường ánh sáng hiện lên một người đàn ông trung niên đi tới ngọc vân đồ ngươi cần đây đến rồi à ngọc vân cầm lấy những không gian và nói trong đó có một vài chiếc nhẫn vật liệu phân loại khác nhau còn có hơn mấy ngàn cân lương thực ta giao cho các ngươi các ngươi tìm người cầm đi đi ngươi làm ăn giỏi hơn tràng chủ tên đó thật là keo kiệt đừng nói đến chuyện giao đồ còn mong chúng ta giao đồ cho hắn dương tấn nói chúng ta có những không gian chúng ta sẽ tự mang đi đại ca còn dư chút tiền cùng nhau gộp lại mua hai sợi linh khí tiên thiên đem về cho phụ vương dương tử lăng nói à à dương nộ mơ hồ gật đầu bây giờ hắn vẫn còn đang lơ mơ chỉ trong vòng một giờ đã mua xong không phải có chút ảo diệu sao? Dương Tấn cũng móc tiền ra, ba người bỏ thêm một vạn nguyên tệ mua hai sợi linh khí tiên thiên rồi vui mừng rời đi. Thực sự hy vọng rằng những người lính này có thể ăn nhanh hơn, Vân Thủy Thành sẽ không chất đống lương thực nữa. Ngọc Vân bất lực nói. Hãy nghĩ về một thành trì mà nơi tất cả đất hoang xung quanh đều được khai hoang và trồng các loại ngũ cốc. Cùng với sự trù phú của trời và đất, các loại ngũ cốc phát triển quá nhanh. Đặc biệt là ở những cánh đồng gần một số khu vực tài nguyên, có nguyên khí trận pháp của gia các thần hầu, quả thật giống như điên cuồng mà sinh trưởng. Ngoài ra, những gia tộc này cơ bản đều có lương thực dự trữ, hiện tại đang lo lắng không biết tiêu thụ đi đâu. Vân Thủy Thành, gia các thần hầu đang ở phủ thành chủ uống trà. Thành chủ, Cầm Hy tiểu thư muốn gặp gia các thần hầu. Quản gia kính cẩn báo cáo. Mời Cầm Hy tiểu thư vào. Thành chủ Lý Mục Sơn nói: bây giờ cầm hy với thần ma đạo tràng rất thân nhau lần trước đạo tràng có cuộc đấu giá tuy hắn không đi nhưng cũng biết cẩm hy đến đó hát ca hát cho thần ma đạo tràng đây là việc mà người bình thường có thể làm sao cầm hy chậm rãi đi tới không mình hành lễ rồi nói gia các thần hầu đại nhân cầm hy có tràng chủ chỉ dẫn muốn luyện chế một số thứ ta chỉ biết trận pháp thôi gia các thần hầu nói mời thần hầu xem qua cầm hy đưa qua một bản liệt kê gia các thần hầu nhìn lướt qua vuốt cầm thứ ngươi muốn rất đơn giản thu thập các vật liệu đó rồi tìm một thợ đúc chế tạo ra là được với trình độ trận pháp của ngươi có thể làm được cảm ơn thần hầu đại nhân cầm hy vui vẻ vội vàng cảm ơn vậy còn tiền không cần ta không ra tay mà hơn nữa thứ đồ này cũng không đáng để ta ra tay gia các thần hầu viết ra ít vật liệu xua tay nói cảm ơn đại nhân khi nghệ lâu hoàn thành còn phải mời thành chủ và thần hầu đại nhân đến tham gia cùng góp vui cầm hy chào tạm biệt rồi rời đi nàng còn phải thương lượng với chủ sự nghệ lâu nhân tiện đem phần kế hoạch về cho chủ sự nghệ lâu xem cầm hy rất thông minh nàng hiện tại muốn có tiền nhưng lại không có tiền muốn thực lực không có thực lực điều duy nhất nàng có thể dựa vào là mối quan hệ với thần ma đạo tràng nhưng nàng biết rất rõ rằng mối quan hệ giữa mình và thần ma đạo tràng không sâu sắc như người ngoài nghĩ nói dễ nghe thì tràng chủ cho nàng cơ hội nâng nàng lên nhưng nói khó nghe là đưa cho nàng một mục tiêu để bản thân cố gắng có thể phát triển đến đâu phụ thuộc vào khả năng của chính mình nếu không tự làm được tràng chủ sẽ đổi người khác vì vậy cẩm hy sẽ đưa một phần kế hoạch cho chủ sự khi chưa đủ lông đủ cánh thì nàng vẫn phải dựa vào nghệ lâu nghệ lâu cũng không phải của nàng làm quá phận không nên tràng chủ cũng không nói rõ cần nàng nên nghệ lâu chắc chắn không nghe lời nàng tạm thời đôi bên cùng có lợi khi mình đủ sức rồi sẽ chiếm nghệ lâu trở thành bà chủ như lời tràng chủ nói cầm hy nghĩ thầm mẹ kiếp cha ngươi nhìn kìa có người đang bay bay thì có gì mà phải tò mò chứ đạo quả ai chả bay được nhưng cha có thấy đạo quả nào ngự kiếm phi hành không ngự kiếm phi hành Đạo quả nào lại nhàm chán như vậy? Hai cha con cùng ngước đầu nhìn trời, sau đó đều hoang mang ngơ ngác. "Cậu trai trẻ, là người đặt đồ của thần ma đạo tràng à?" Kiếm bay xuống, Triệu Minh mỉm cười nói. "Thần ma đạo tràng, ngươi là người của thần ma đạo tràng." Hai cha con sững sờ, mới đặt hàng chưa được bao lâu, sao đã đưa tới rồi? "Ta là người của công ty chuyển phát nhanh Phong Trì, Triệu Minh, hoan nghênh quý khách đặt hàng lần sau, tạm biệt." Triệu Minh nhận tiền, kiếm quan chợt lóe, bay lên trời. Chuyển phát nhanh. Không phải đều chạy bằng chân sao? Sao còn có ngự kiếm phi hành? Đây là vũ khí gì vậy? Hai cha con ngây ngốc nói. Ở nhiều nơi trong Vân Thủy Thành cũng xảy ra tình huống như vậy, lúc đầu không có nhiều đơn hàng giao, nên cũng không có chấn động gì, Triệu Minh giao càng ngày càng nhiều, căn bản bay khắp thành trì, những người này cũng đồng thời kinh ngạc, nhiều người biết công ty chuyển phát nhanh không có đạo quả nhưng bây giờ triệu minh trúc cơ này lại có thể bay một người có thể giao hàng cho cả một thành trì tốc độ này quá nhanh kiếm bay nhanh hơn rất nhiều so với việc họ chạy triệu minh nhanh lên yêu thú sơn mạch thanh ngọc sư vương đặt hàng đậu xanh yêu thú sơn mạch triệu minh giật mình mẹ nó yêu thú cũng biết đặt hàng trên mạng à thanh ngọc sư vương ngươi không phải thích chạy tới đây lắm sao mà ở đó là khu vực của yêu thú đạo quả ta đi giao hàng chuyển phát nhanh ngày càng nhiều nhưng yêu thú đặt hàng đây là lần đầu tiên lại còn là yêu thú đạo quả triệu minh áp lực không thôi lấy hàng xong triệu minh phi kiếm bay nhanh rất nhanh đã đến yêu thú sơn mạch mau nhìn kìa thật là dũng cảm dám chạy loạn trong yêu thú sơn mạch đây chẳng phải là cường giả thần ma đạo tràng sao chính xác đấy ngoại trừ cường giả thần ma đạo tràng ra ai dám tự tin như vậy chứ? Trong yêu thú sơn mạch, nhóm võ giả đang ở mạch núi tìm dược liệu và săn yêu thú đều ngẩng đầu nhìn ánh sáng kiếm kia, quả thực chấn động. Rào Một tiếng giả thú vang lên, âm thanh của một con yêu thú tôn rít gào, bay về phía trời cao, nhằm về phía Triệu Minh đang bay. Ta là bạn tốt của Thanh Ngọc Sư Vương đấy. Triệu Minh vội vàng nói. Thanh Ngọc Sư Vương. Làm sao con sư tử ngu ngốc đó biết con người? Đây là một con yêu hổ màu đỏ, toàn thân toát ra hơi thở nóng bỏng. Không tin thì theo ta tìm sư vương. Tim Triệu Minh run rẩy, chết tiệt, Thanh Ngọc sư vương, ngươi đặt hàng lại phải nói với bạn bè một tiếng chứ. Tìm nó á? Ha, hổ gia ta đã lâu không ăn thịt người rồi, rào. Một tiếng hổ gầm, yêu khí nồng đậm lan tỏa, yêu hổ bổ nhào đến chuẩn bị giết người. Đậu xanh. Triệu Minh sắc mặt biến đổi trầm trọng vội vàng vung kiếm lao ra khỏi yêu thú sơn mạch đồng thời quát thanh ngọc sư vương cụ lớn của ta ơi mau tới cứu ta như thế này làm sao ông đây đi giao hàng được rào yêu khí cuộn trào yêu hổ gầm thét nguyên khí trời đất tụ lại một con hổ lớn ngưng kết yêu lực muốn giết chết triệu minh tiền bối lý nguyên bá cứu mạng không còn cách nào khác triệu minh chỉ có thể liên lạc với thần ma đạo tràng theo lời tràng chủ Ta chỉ có thể giúp ngươi giai đoạn đầu, hiện tại đã qua giai đoạn đầu rồi. Lý Nguyên Bá thản nhiên nói, từ chối giúp đỡ. Triệu Minh Chuyển phát nhanh phong trì của ta phổ biến ở Vân Thủy thành như vậy, yêu thú của yêu thú sơn mạch không đáng tin tí nào. Yêu lực cực lớn của con hổ đáp xuống, Triệu Minh gặp phi hành, thanh liên tỏa sáng, bắn phá ra ngoài. Quanh A à. Một tiếng hét thất thanh vang lên, thanh liên sụp đổ, kiếm quang mờ mịt triệu minh trực tiếp ngã xuống mau nhìn kìa dũng sĩ rơi xuống rồi nhất định không phải đến từ thần ma đạo tràng một con yêu thú đạo quả làm sao có thể là đối thủ của cường giả đạo tràng chứ đám võ giả lại bàn tán triệu minh ta là dũng sĩ ngươi là ông lớn cứu ta với rào sau khi đánh triệu minh một đòn yêu hổ gầm lên một tiếng rồi đột ngột lao xuống đám võ giả phía dưới căn bản là chạy tán loạn bọn họ cũng không muốn chết, không muốn bị đạo quả ăn mất. Không nhìn thấy dũng sĩ một đòn đã không đỡ nổi, bị đánh hạ rồi sao? Chết tiệt, ta chỉ là giao hàng thôi mà, trêu chọc ai đâu chứ. Triệu Minh vừa ngã xuống tạo thành một cái hố trên đất, vẻ mặt chua xót. Nhân loại, ngươi chính là trúc cơ kiêu ngạo nhất mà ta từng thấy. Yêu hổ nói tiếng người, một miệng đầy máu mở ra, trong mắt hiện lên tia nóng rực, thịt người, đã bao lâu rồi không ăn. Hổ gia, nghe ta nói ngươi ăn ta không đáng ta có một cơ duyên cho ngươi triệu minh vội vàng nói con người xảo quyệt còn mơ tưởng lừa ta yêu hổ gầm lên dữ dội sau đó tấn công miệng hổ há to mang theo yêu khí cuồn cuộn mà cắn xuống xong đời con rồi sớm biết thế ta đã không nhận đơn hàng này triệu minh tuyệt vọng nhìn con hổ đang lao tới rào đúng lúc này một tiếng thú vang vọng một thanh ngọc sư tử bay lao lên không trung và lao về phía yêu hổ thanh ngọc sư tử bất ngờ lao tới lao thẳng vào yêu hổ màu đỏ nếu yêu hổ đỏ không tránh thì dù có ăn thịt được triệu minh cũng sẽ bị thanh ngọc sư tử đánh cho tơi tả thanh ngọc sư vương cơ thể và yêu lực của yêu hổ chấn động mạnh mẽ nguyên khí trời đất bắt đầu dâng trào buộc thân thể của nó lùi ra xa một chút rào thanh ngọc sư vương lao lên không trung yêu hổ đỏ tránh một đòn trừng mắt nhìn thanh ngọc sư vương ngươi có ý gì sư vương tại sao lại giúp đỡ loài người chết tiệt là ngươi muốn cướp hàng của ta thanh ngọc sư vương trống lên dương nanh múa vuốt chửi bới ngươi cướp đồ của ta coi ta dễ bị ăn hiếp vậy sao ta mẹ nó cướp đồ của ngươi hồi nào đó không phải chỉ là một con người sao yêu hổ đỏ sững sờ sư vương ngươi đặt hàng kiểu gì vậy ngươi chưa nhắc nhở yêu thú xung quanh à nhìn thấy sư vương tiến đến tính mạng triệu minh mới được bảo đảm hắn lập tức buồn bực ngươi biết khí tức của ta đáng bao nhiêu nguyên tệ không hả ngươi không chào đón tử tế mà để ta đến giao hàng ta chết chỉ là chuyện nhỏ nhưng việc làm ăn của tràng chủ mà trì hoãn thì ngươi kham nổi không triệu minh chỉ vào mũi thanh ngọc sư vương mắng thanh ngọc sư vương vốn rất khó chịu nhưng khi nghe việc làm ăn của tràng chủ bị chậm trễ thì nhất thời hạ hỏa huynh đệ lần này là ta không xử lý tốt để ta báo thù cho ngươi." Thanh Ngọc sư Vương nói. "Báo thù cái đầu ngươi, thêm tiền, nguy hiểm đến tính mạng của ta, ta phải thêm tiền." Triệu Minh rống lên. "Thêm tiền." Yêu Hổ Đỏ càng thêm choáng váng, ngươi mẹ nó đang cùng một con yêu thú nói chuyện tiền bạc sao? "Ngươi chắc chắn không đùa với hổ chứ?" "Thêm, thêm, nhất định phải thêm." Thanh Ngọc sư Vương vội vàng nói, "Dơ một móng vuốt, thêm một nguyên tệ được không?" sư vương ngươi còn muốn làm ăn nữa không hả triệu minh buồn bực tính mạng của ta bình an vô sự việc làm ăn của tràng chủ tất cả chỉ đáng một nguyên tệ thôi sao vậy người anh em muốn bao nhiêu thanh ngọc sư vương nói một trăm nguyên tệ đây là còn ít đấy triệu minh lạnh lùng nói yêu hổ đỏ đờ ra các ngươi thật sự đang bàn chuyện tiền bạc chuyện gì đang xảy ra vậy thanh ngọc sư vương cùng với con người đang thương lượng giá cả. Tổng cộng một vạn một trăm nguyên tệ, cho ngươi dược liệu. Thanh Ngọc Sư Vương lấy ra rất nhiều dược liệu từ trong những không gian, đưa cho Triệu Minh. Còn thiếu phí giao hàng mười nguyên tệ. Triệu Minh lạnh lùng nói. Thanh Ngọc Sư Vương không còn cách nào khác, đành phải lấy ra thêm một ít dược liệu. Được rồi, sau này có đặt hàng lần nữa thì nhớ nói trước với đám yêu thú xung quanh đấy, đừng để chuyện này xảy ra một lần nữa, nếu không ta sẽ mang theo đám người Lâm Thanh và Lý Nguyên Bá đến đấy. Triệu Minh khịt mũi nói, đe dọa một câu, lấy dược liệu, sau đó ngự kiếm rời đi. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Cứ như vậy mà đi thôi sao? Yêu hổ đỏ đờ ra, nhìn Thanh Ngọc Sư Vương đang cẩn thận cầm hộp gỗ bỏ vào những không gian. Cứ như vậy mà đi á. Thanh Ngọc Sư Vương hung tợn quay đầu lại, hỏa hổ vương, Ngươi mẹ nó làm cho ta lỗ 100 nguyên tệ 100 nguyên tệ đấy Ông đây giết ngươi Tầm. Uhm. Thanh Ngọc Sư Vương trực tiếp lao tới đánh mốc sau gáy Yêu hổ đỏ vẫn đang trong trạng thái sững sờ Đậu xanh Thanh Ngọc Sư Vương Ngươi điên rồi Vì một con người mà ra tay với ta Ta vì con người Ta vì tiền của ta Thanh Ngọc Sư Vương trống lên Trong yêu thú sơn mạch Hôm nay hai yêu thú tôn đạo quả giao chiến kịch liệt Ảnh hưởng vô số một số võ giả phải rời khỏi đó, tất cả yêu thú đạo quả đều co rúng lại trong hang kinh hải không dám ra. Chó già thanh ngọc, thực lực của ngươi tăng lên rồi. Đánh nhau mấy chiêu, yêu hổ đỏ kinh ngạc, trước kia ngang tài ngang sức, nhưng hiện tại bản thân nó lại bị áp chế. Mèo đỏ, ngươi còn dám gọi ta là chó già. Thanh ngọc sư vương tức giận, ra tay càng hung ác. Gọi ngươi là đồ chó già thì làm sao, dám đánh ta, ta còn muốn đánh cho ngươi thành chó đấy yêu hổ đỏ gầm lên. Mỗi bước di chuyển của hai đại tôn yêu đều khơi dậy nguyên khí trời đất, trong phạm vi trăm mét bị phá hủy hoàn toàn. Khoan đã. Thanh Ngọc Sư Vương đột nhiên gầm lên một tiếng, kiềm chế yêu khí. Sao? Sợ rồi à? Yêu hổ đỏ cũng dừng lại, sẹo trên người nhiều thêm, nhưng không muốn lộ ra yếu đuối. Hừng, chúng ta không dùng yêu lực, chúng ta dùng thân thể đánh, như vậy sẽ bớt phá hoại nơi này thanh ngọc sư vương nói yêu hổ đỏ ngơ ngác sư vương này bị ngốc à giờ còn biết quan tâm đến môi trường hai yêu thú lại chiến đấu không khơi nguyên khí không dùng yêu lực trận chiến thuần túy tinh thần và thể chất vẫn là thanh ngọc sư vương áp đảo yêu hổ đỏ nếu có người ở đây nhất định có thể nhìn thấy một màn vui nhộn một sư tử một hổ nhào lộn với nhau đây còn là yêu thú đạo quả chuyện này mà truyền ra ngoài chẳng hẳn bị người khác cười rụng răng đường đường là yêu thú đạo quả, giờ lại chiến đấu như những con giả thú bình thường, nếu truyền ra ngoài thì thật mất mặt. Cuối cùng, hai yêu thú vương giả kiệt sức thở hỗn hển thanh ngọc sư vương đè lên người yêu hổ đỏ, ngươi có đền tiền không? Yêu hổ đỏ. Người mẹ nó đánh với ta lâu như vậy, chỉ vì muốn ta đền tiền cho ngươi ư. Nói mau, ngươi rốt cuộc có đền tiền không, không đền ta đánh tiếp. Thanh Ngọc Sư Vương giận dữ hét lên. Ngươi nói trước, Ngươi với tên nhân loại đó đã làm những việc quỷ quái gì? Yêu hổ đỏ dữ tận nói. Một vạn nguyên tệ, ta mới nói cho ngươi. Thanh Ngọc Sư Vương nói. Ngươi có còn là yêu thú không vậy? Giống như con người hèn mọn, ngươi coi trọng những thứ thô tục của con người sao? Yêu hổ đỏ tức giận nói, ngươi mẹ nó đường đường là vua của một chủng tộc đấy. Ta không quan tâm, ngươi không đền tiền, ta không chỉ đánh ngươi, mà còn đánh cả tộc nhà ngươi thanh ngọc sư vương tức giận nói ta nghe nói tộc của ngươi vừa rồi sinh con trai có thể bán lấy tiền đồ chó già ngươi dám đánh hổ tộc ta yêu hổ đỏ tức giận hai yêu thú lại đánh nhau cuối cùng lại là thanh ngọc sư vương thắng đè được yêu hổ đỏ ngươi rốt cuộc có đền tiền không trong lòng yêu hổ đỏ tan nát chết tiệt nhà ngươi ngươi là sư vương mà chỉ nghĩ đến tiền à ta không có tiền yêu hổ đỏ bất lực nói đồ góp nhặt của ngươi, dược liệu hay khoáng thạch đều được. Sư Vương nói, được rồi, ta đưa cho ngươi, chẳng phải chỉ là một trăm nguyên tệ dược liệu thôi sao. Yêu hổ đỏ trong lòng mắng lão sư tử thậm tệ, bất đắc dĩ lấy ra một ít dược liệu. Thanh Ngọc Sư Vương lúc này mới vừa lòng, không đúng, còn có cuộc chiến lúc nãy nữa, đã làm chậm trễ rất nhiều thời gian của ta, một tức của ta vài nguyên tệ, ngươi còn phải cho ta 360 nguyên tệ. Cho ngươi, cho ngươi, thật là bị ổi. Yêu Hổ Đỏ kịp mũi lấy thêm một ít nguyên tệ. Ngươi không muốn biết ta cùng con người giao dịch cái gì sao? Thanh Ngọc Sư Vương cười lạnh một tiếng, nhận dược liệu, nói, tăng cường huyết mạch, ngươi biết không? Tăng cường huyết mạch. Hơi thở của Yêu Hổ Đỏ đột nhiên trở nên dùng dập, loài người có cách để cường hóa huyết mạch của chúng ta sao? Đương nhiên, ngươi có biết ông đây tăng thực lực bằng cách nào không? Chính là dùng một viên đan dược Thanh Ngọc Sư Vương lạnh lùng cười nói, ngươi có muốn không? Đương nhiên là có. Huyết mạch tăng lên, làm sao yêu hổ đỏ có thể chống lại sự cám dỗ này được chứ? Lấy một vạn nguyên tệ ra trước đi. Thanh Ngọc Sư Vương nâng móng vuốt. Yêu hổ đỏ rất muốn cắn chết con sư tử này, nhưng để có được phương pháp cường hóa huyết mạch, nó chỉ có thể tiếp tục lấy dược liệu ra. Chà, đây là tiền từ câu hỏi vừa rồi, thêm 10 vạn nguyên tệ nữa, Ta giúp ngươi chào hỏi và mua đan dược đó, dù sao vừa rồi ngươi cũng suýt nữa ăn người ta." Thanh Ngọc sư Vương nói. Yêu Hổ Đỏ trầm tư, khó hiểu nói, người đó yếu đuối như vậy, tại sao không trực tiếp cướp đi? Kẻ vừa rồi thật sự rất yếu, chẳng qua chỉ là tên chạy vặt thôi, giống như yêu thú dưới tay chúng ta vậy, ngươi biết thần thông không?" Thanh Ngọc sư Vương cười lạnh nói. "Ta biết, sao lại nhắc đến thần thông?" Yêu Hổ Đỏ khó hiểu hỏi. Vân Thủy Thành ít nhất có bốn tên. Không phải cả bốn thần thông đều đang bán đang dược đấy chứ. Yêu hổ đỏ rung lên, bản thân suýt nửa ăn người của lão tổ thần thông. Không, không có ai trong bốn thần thông ấy dám trêu chọc người bán đang dược cả, người kia chỉ cần ngáp một cái, lão tổ thần thông đều phải chấn động. Phù phù. Yêu hổ đỏ bị dọa sợ ngã xuống đất, còn mạnh hơn cả lão tổ thần thông. Có phải sẽ giết hắn không? Mười vạn nguyên tệ, ta đây giúp ngươi giải quyết chuyện này. Đừng tưởng rằng tiền này là ta lấy, là ta đưa cho người kia, ở trong nhân gian gọi là tìm quan hệ, tặng quà, biết không? Thanh Ngọc sư Vương giáo huấn. Yêu Hổ đỏ dạy ra gật đầu, sợ hãi nói, lão ca, ngươi thật sự có thể giúp ta giải quyết sao? Đương nhiên, thấy thẻ này không? Đây là thẻ hội viên, ở chỗ đó khá quý giá, người kia đã đưa cho ta, có thẻ này ta nằm ở trong vân thủy thành cũng chẳng ai dám động đến ta thanh ngọc sư vương nói một cách đầy tự hào lão ca ngươi thật lợi hại yêu hổ đỏ sùng bái nói yêu thú sơn mạch của bọn chúng không có đại yêu thần thông yêu hổ đỏ cho dù muốn nhờ các tiền bối của yêu tộc giúp đỡ cũng không có khả năng chỉ có thể nhờ thanh ngọc sư vương giúp đỡ mau trở về trù tính tiền bạc đi ta ở đàn tộc chờ ngươi ta phải gửi cho người ta càng sớm càng tốt thanh ngọc sư vương nói lão ca ngươi yên tâm ta lập tức trở về lấy đồ gom góp yêu hổ đỏ nói em trai à ngươi đừng có không tin thế lực bán đan dược kia có một người tên là lý nguyên bá người này muốn giết ngươi thì giống như giết chó vậy thôi không tin ngươi đi hỏi vài võ giả đi nhưng ta khuyên ngươi đừng có bắt bậy đấy nếu quơ trúng người của lão tổ thần thông thì ta không giúp được ngươi đâu thanh ngọc sư vương cảnh báo sau đó rời đi ừng ực Yêu hổ đỏ thực sự bị dọa, vội vàng chạy tới hướng đàn tộc, Lý Nguyên Bá. Bắt không, trước tiên nghe ngóng đã, bắt võ giả hỏi trước. Chẳng mất bao lâu, trong đàn hổ tóm được một võ giả tán tu, còn yêu hổ đã lấy mấy món đồ nó tích trữ ra. Theo lệnh của hổ vương, một tên võ giả tán tu bị bắt đến. Vân Thủy Thành có phải có người tên Lý Nguyên Bá? Yêu hổ đỏ hỏi. Võ giả tán tu lập tức bị dọa đến tiểu ra quần rồi, Nghe hổ vương hỏi, liên tục gật đầu. Thực lực của Lý Nguyên Bá như thế nào? Yêu hổ đỏ hỏi. Võ giả tán tu ngẩn ra, nhất thời không biết trả lời như thế nào, nếu nói mạnh hơn yêu hổ. Lỡ như yêu hổ khó chịu, trực tiếp giết chết hắn thì phải làm sao? Còn nếu nói yếu hơn yêu hổ, vậy có thể được sống không? So với hổ vương ngài có yếu hơn chút, yếu hơn chút. Võ giả tán tu vội vàng nói. Thật sao? yêu hổ đỏ không tin ngươi nói thật đi nếu nói dối ta sẽ ăn ngươi nếu nói thật ta sẽ thả ngươi ra không đợi võ giả trả lời yêu hổ đỏ lại nói lần này ta còn bắt được vài con người ngươi chỉ là một trong số đó thôi nếu câu trả lời không giống nhau ta đây giết chết ngươi yêu thú đạo quả trí tuệ không thấp hơn phàm nhân hổ vương lý nguyên bá rất mạnh là cường giả của thần ma đạo tràng ở vân thủy thành không có đối thủ cho dù là bốn lão tổ thần thông cũng tự nhận không địch lại hắn võ giả tán tu sợ hãi không dám nói dối vân thủy thành thực sự có bốn thần thông hổ vương rung lên đúng vậy vân thủy thành có bốn thần thông nhưng ở thần ma đạo tràng thì không biết có mấy người võ giả tán tu sợ hãi nói thần ma đạo tràng là thế lực bán đang dược tăng phẩm cấp huyết mạch đúng không hổ vương hỏi đúng vậy thần ma đạo tràng rất mạnh, trải dài cả đại vân quốc, ở vân thủy thành đã có ba cường giả rồi, trong đó có hai người lão tổ thần thông thừa nhận không đánh lại, còn có một người yếu hơn chút, nhưng có thể chém giết đạo quả, số còn lại ở đạo tràng nghe nói còn có cường giả, chỉ là chưa tới vân thủy thành. Võ giả tán tu đáp. Tiếng tâm của thần ma đạo tràng đã truyền đến tai yêu thú nơi này rồi sao? Ngươi, ngươi đi đi. Hổ vương giọng nói rung rung siết chặt những không gian, sau đó xoay người đi vào động phủ, loại thế lực này, 10 vạn nguyên tệ có đủ không đây? Hay là mang nhiều hơn, mời vương lão ca sắp xếp. Vừa rồi Thanh Ngọc Sư Vương lại đặt 12 thần huyết đan, Triệu Minh, giao hàng đi. Lý trí lên thiên võng liên hệ với Triệu Minh. Đậu xanh, mới được bao lâu giờ lại đặt hàng? Lần này sẽ không ăn thịt ta đấy chứ? Triệu Minh mắng. Yêu thú sơn mạch. Lần này Thanh Ngọc Sư Vương có dặn dò trước rồi, bày tỏ sẽ ra ngoài đón, cũng bày tỏ lần này sẽ đột phá thần thông, sau này sẽ quản lý tốt yêu thú sơn mạch. Vân Thủy Thành cũng đang phát triển nhanh chóng, Cầm Hy đã thảo luận với chủ sự để thực hiện những thay đổi lớn đối với nghệ lâu, nghe theo tràng chủ dặn dò, hơn nữa còn cho điều chế rượu có nồng độ cùng thấp. Theo lời của tràng chủ, chỉ rượu có nồng độ cùng thấp mới bán được nhiều, nếu không một ly đã gục thì làm sao bán được rượu. Rượu nồng độ cao cũng có, nhưng đắt hơn và dành cho những võ giả cao cấp. Thành chủ Lý Một Sơn cũng đang nghĩ có nên đi tìm tràng chủ để hỏi việc quy hoạch thành trì hay không. Gần đây Vân Thủy Thành khá sôi động, phồn vinh hơn trước, tràn đầy sức sống, nhưng nhìn thấy các đại gia tộc lao vào kiếm tiền, hàng loạt môn phái xen vào, hắn lại lo lắng, bản thân hắn chỉ được chia một chút, lại không biết làm ăn, so ra thì kém vài gia tộc. Vân Thủy Thành đang phát triển, Thanh Nguyệt Thành cũng đang phát triển, nhưng nó kém xa Vân Thủy Thành, đây là khoảng cách giữa thành trì nhỏ và thành trì lớn. Giang Thái Huyền bế quan được hai ngày. Tại thành nhỏ xa xôi, Lạc Vân Thành, chi nhánh thần ma đạo tràng. Một nữ tử từ trên không trung hạ xuống, sững sờ nhìn tấm biển, chi nhánh thần ma đạo tràng. Hoan nghênh quý khách. Nhân viên cửa hàng Triệu Đình ra đón, nở nụ cười, cần mua thứ gì ạ? À? Công pháp, huyết mạch hay là thể chất? nơi này có quan hệ gì với thần ma đạo tràng nữ tử kinh ngạc hỏi triệu đình hơi ngẩn ra người này biết thần ma đạo tràng đây là chi nhánh đạo tràng có thể hiểu là cửa hàng phụ ta là nhân viên cửa hàng triệu đình cho hỏi các hạ là triệu đình hỏi người trước mặt từ trên trời hạ xuống nhất định là võ giả đạo quả thang nguyệt lộ nữ tử thờ ơ nói tràng chủ ở đây à không tràng chủ chắc là ở vân thủy thành Triệu Đình nói. Được, ta đi Vân Thủy Thành tìm hắn. Thang Nguyệt Lộ nói. Nhìn Thang Nguyệt Lộ rời đi, Triệu Đình khẽ cau mày, Thang Nguyệt Lộ. Cái tên nghe quen quen. Thang Nguyệt Lộ. Người có thần huyết ở Thanh Nguyệt Thành. Đến lúc Triệu Đình lao ra khỏi chi nhánh đạo tràng thì Thang Nguyệt Lộ đã bay lên không trung rời đi rồi, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn bóng lưng rời đi của nàng, hơn một tháng đã tiến vào đạo quả, thần huyết, thật sự đáng sợ mà không được ta phải nhanh chóng đạt được thành tích sớm được lên chính thức chỉ cần làm tốt mới có thể được tràng chủ coi trọng triệu đình trầm giọng nói chợt lên thiên võng người của triệu gia mau phái hai trúc cơ mau đến đây tuyên truyền cho ta thăm dò vân thủy thành giật tiền giật chỗ giật tài nguyên chẳng mấy chốc hai bóng người lần lượt bước ra khỏi truyền tống trận một người trực tiếp đưa cho triệu đình một cuốn sách đây là tạp chí thần ma mới mua lão tổ nhờ ta mang đến cho ngươi cảm ơn bây giờ chúng ta nên nghĩ cách nâng cao danh tiếng của đạo tràng để ta lên được chính thức triệu đình nói không dễ đâu bắt chước phương pháp của tràng chủ vậy chỉ cần làm cho những người này đều biết sự tồn tại của thần ma đạo tràng thì ai có thể kháng cự được chứ được đấy phát tờ rơi quảng cáo ta đều chuẩn bị xong rồi một trong số họ nói tốt lắm nhanh hành động thôi triệu đình thúc giục ở các thành trì đang phát triển khác cũng như vậy chỉ có Thiên Phong Thành và thủ đô không đến nỗi điên cuồng như thế, bởi vì hai thành trì lớn này rất khủng bố, bọn họ không dám làm bậy nên chỉ có thể tìm cách thu hút một lượng khách nhỏ trước. Đặc biệt trong thủ đô, nơi này có hoàng tộc Đại Vân, nếu không cẩn thận sẽ bị hoàng tộc Đại Vân tẩy chay, vây đánh. Trong một thành trì nhỏ, một thanh niên cả người bày ra lôi quang, nghiến răng trả 100 nguyên tệ, bước lên truyền tống trận của chi nhánh đạo tràng. Truyền tống đến Vân Thủy Thành, sau đó lại bị lừa một trăm nguyên tệ truyền tống đến thanh nguyệt thành thanh nguyệt thành tiêu thiên ta cuối cùng cũng về rồi cái tên chết tiệt ngươi câm miệng không thấy huyền ca của ta đang bế quan sao tây môn mập chuyển tới sau đạo tràng nhìn chằm chằm thanh niên vừa đi qua với vẻ mặt không vui tiêu thiên ta chỉ đang muốn bày tỏ sự phấn khích trong lòng thôi ngươi có biết ta ở ngoài hơn một tháng nay vất vả biết bao nhiêu không có biết ta vì kiếm tiền mà gặp không biết bao nhiêu khổ sở không? Tây Môn Mập Tiêu Thiên nuốt vào tất cả lời định nói, kích động nhìn Tây Môn Mập. Không được gọi ta là Tây Môn Mập nữa. Tây Môn Mập cực kỳ tức giận nói. E hèm, được rồi, đại ca Tây Môn, ta trở về trả tiền. Tiêu Thiên nhanh chóng thay đổi lời nói, trả nợ trước. Gom góp được 30 vạn nguyên tệ rồi. Tây Môn Mập dẫn Tiểu Thiên vào đạo tràng, thản nhiên nói, đợi ở đây, ta lấy khế ước cho ngươi. Khi đến quầy, có một ô vuông nhỏ ở đây, đây là nơi nhân viên cửa hàng có thể liên hệ với hệ thống, cần tìm cái gì, đều có thể tìm được ở đây, mỗi lần thu tiền, cũng phải bỏ vào đây, sau đó bị hệ thống thu. Một khế ước hiện lên, chính là khế ước thu hồi, Tây Môn Mập cầm khế ước đến trước mặt tiêu thiên, lãnh đạm nói, 30 vạn nguyên tệ, một xu cũng không được thiếu. Đương nhiên sẽ không thiếu rồi. Tiêu Thiên cười khổ, nhanh chóng lấy ra vài chiếc nhẫn, trong đó là toàn bộ số tiền hắn đã chuẩn bị, người đếm đi, 30 vạn nguyên tệ. Tây Môn mập kiểm tra lại, xác nhận không thiếu, đưa toàn bộ vào ô vuông nhỏ đó, sau đó đưa khế ước cho hắn, được rồi, ngươi đã trả hết nợ. Vù. Một đường sáng vàng lóe lên, trong cơ thể Tiêu Thiên phát ra ánh sáng vàng, chìm vào đạo tràng, cả người cảm thấy vô cùng thoải mái, cuối cùng cũng không cần phải lo lắng không có thần thể. Cùng lúc đó, Thang Nguyệt Lộ đang ở trên không trung, trong cơ thể cũng phát ra ánh sáng, chìm vào đạo tràng. Ai trả nợ vậy? Là Tiêu Thiên sao? Trong đầu Thang Nguyệt Lộ hiện lên một tin tức, có người đã trả món nợ 30 vạn nguyên tệ của bọn họ. Lý Quảng cũng nhận được lời nhắc nhở rằng nhiệm vụ của mình đã hoàn thành, nhưng đáng tiếc là tràng chủ bế quan rồi, không nhận được phần thưởng, chỉ có thể đợi tràng chủ ra cùng nhận. Tiêu Thiên, đến nói cho ta biết, bên ngoài vui lắm hả? ngươi làm thế nào kiếm được 30 vạn nguyên tệ vậy? Tây môn mập tò mò hỏi. Tây môn mập. Đã nói rồi, đừng có gọi ta là Tây môn mập. Tây môn mập tức giận nói. Được rồi, Tây môn mập, thế giới bên ngoài chẳng vui gì cả, còn không bằng thanh nguyệt thành. Tiêu thiên lắc đầu nói, người ở bên ngoài không phải khổ tu, mà là cái loại luận võ, bí cảnh, sau đó giết người cướp bảo vật, vân vân. Ta hỏi ngươi, ngươi làm sao kiếm được 30 vạn nguyên tệ? Tây môn mập nhíu mày nói. Không phải lúc đó ta mua thần ma đang ra ngoài bán sao? Tiêu thiên biểu môi, ở Đại Vân quốc bán không được giá cao, ta chỉ có thể đi nơi xa hơn, thành trì lớn hơn mới bán được. Sau đó ngươi giàu luôn à? Tây môn mập hỏi. Giàu thì tốt rồi, thần ma đang tuy rằng bán được giá, nhưng cũng chỉ có 10 vạn nguyên tệ, còn suýt nữa bị giết, phải chạy trốn. Tiêu Thiên đau lòng, đó thực sự là một giai đoạn khốn khổ không nói nổi. Sau đó thì sao? Tây Môn Mập hỏi. Sau đó, dựa vào thần thể triệu hồi thiên lôi, chết đi sống lại mấy lần, sau đó tiến đến các thành trì lớn chiến đấu, giết bọn cướp cấp thấp, cứu con gái của hội trưởng thương hội, mới gom được tiền. Tiêu Thiên bất lực nói. Vậy người con gái của hội trưởng ấy, có đẹp không? Tây Môn Mập vội vàng hỏi. Tiêu Thiên khinh thường nhìn Tây Môn Mập, ngươi có chết cũng không bỏ được tính này, ta sẽ không nói cho ngươi biết, ta phải về nhà xem một chút, nhân tiện đi Vân Thủy Thành gặp anh em tốt dịp đạo của ta. Ngươi muốn giúp hắn giao hàng à? Tây Môn Mập buồn bã nói. Bỏ đi, ta vẫn không nên đi gặp hắn. Tiêu Thiên nhanh chóng thay đổi. Tây Môn Mập sững sờ, vừa nói anh em tốt mà. Bỏ rơi không thương tiếc luôn à. Trong vườn thuốc, dưới tàn cây thần ma, một người đang ngồi xếp bằng, một lượng lớn linh khí tiên thiên tiến vào trong cơ thể, luyện hóa thành nguyên lực. Khi nguyên lực vào cơ thể, ngưng tụ thành một nguyên lực dạng rắn, một loạt các đường hoa văn xuất hiện trên bề mặt, một năng lượng kỳ lạ ở trong đó thai ngén. Đạo quả khắc đường văn Một khi đường văn được khắc họa hoàn thành, đó là dấu hiệu bước vào đạo quả. Nếu đường văn ngưng tụ đến cực điểm và trạng thái rắn của nguyên lực bị phá vỡ thì sẽ tiến vào cảnh giới thần thông, sinh ra thần thông thuộc về riêng bản thân. Trong đạo quả, thai ngén chính là thần thông. Những sợi linh khí tiên thiên đã được luyện hóa, khí thế của Giang Thái Huyền càng ngày càng mạnh, những đường văn mờ nhạt càng lúc càng rõ ràng. Bên ngoài phát triển còn Giang Thái Huyền chẳng quan tâm, dành hết tâm trí cho việc tu. Bây giờ ma đạo tràng đều đã có nhân viên cửa hàng lo liệu, tuy rằng một số chỗ làm không tốt, nhưng tạm thời như vậy là tốt rồi, đợi hắn xuất quan sẽ lại phát triển lớn hơn rào trong yêu thú sơn mạch vang lên tiếng gầm thép một đường yêu khí nhàn nhạt bốc lên sấm sét vô biên hiện ra tôn thanh ngọc sư vương ngửa mặt lên trời thép sư vương đột phá thần thông rồi vài tôn yêu thú đạo quả lập tức lao ra kinh ngạc nhìn sư vương không phải đại ca sư vương cầm tiền đi xin tha thứ cho ta rồi sao hổ vương ngẩn ra làm sao đi xin mà lại đột phá thần thông được thanh ngọc sư vương mua 10 viên thần huyết đan cộng thêm viên trước đó thành công đột phá cảnh giới thần thông, sau bao nhiêu năm tích lũy, hắn không thiếu thứ gì ngoài hạn chế huyết mạch. Lần này, hắn cuối cùng đã phá vỡ gông cùng xiềng xích của huyết mạch, có được sức mạnh thần thông. Đối mặt với sấm sét trên trời, Thanh Ngọc Sư Vương không chút do dự, lao vào khoảng không, chống lại lôi kiếp. Yêu khí ngập trời, lôi kiếp chấn động, chấn động cả Vân Thủy Thành, Lâm Thanh và ba lão tổ thần thông, tất cả đều lao tới. Đây là tứ đại thần thông của Vân Thủy Thành hổ vương kinh hải rung lên những yêu thú đạo quả còn lại cũng lộ ra vẻ kinh hải từ khi nào con người ở vân thủy thành trở nên mạnh mẽ như vậy không phải chỉ có đạo quả thôi sao bốn vị huynh đài ta là hội viên của thần ma đạo tràng thanh ngọc sư vương vội vàng lấy thẻ hội viên ra sau đó tiếp tục độ kiếp hóa ra là thành viên của thần ma đạo tràng ta cũng vậy lâm thanh cầm lấy thẻ hội viên thu khí thế cười nói đều là hội viên của đạo tràng sư vương huynh yêu tâm lâm thanh áp trận giúp ngươi hừ ba lão tổ kia hừ lạnh một tiếng thu lại hơi thở đứng ở trong không trung chúng ta cũng sẽ áp trận giúp ngươi lão ca đần sư vương thật tuyệt thẻ hội viên cũng thật lợi hại hổ vương hâm mộ đến nỗi mắt đỏ lên có thể hội viên bố lão tổ thần thông đều nể mặt đây tuyệt đối là điều tuyệt vời lâm thanh nhìn thanh ngọc sư vương đột phá trong lòng thầm nghĩ ba cái lão gia này luôn bất hòa với ta cho dù ta đi trước một bước ta cũng không làm gì được bọn họ một người kiếm tiền làm sao so được với ba người giúp sư vương sau đó lại tìm cách tiếp tìm sư vương yêu cầu hắn cho một mảnh yêu thú sơn mạch thu thập tài nguyên thành lập đồng minh yêu thú sơn mạch tài nguyên vô số thực lực lúc trước không đủ sau khi đột phá thần thông vẫn luôn cùng lâm thanh giao chiến quên mất nơi này lần này sư vương đột phá để chúc tình người kết làm đồng minh, cùng nhau trấn áp Lâm Thanh. Ba người liếc nhau, truyền tin tức. Hơn nữa, sư vương này có thể hội viên, chúng ta lại không có, tràng chủ nhất định sẽ coi trọng, phải kéo hắn về phía chúng ta. Tứ đại thần thông hoàn toàn không biết, thể hội viên cấp thấp kia, Giang Thái Huyền đã tính nó sẽ phổ biến trong tương lai rồi, về sau chỉ cần là khách hàng của đạo tràng thì đều có một cái. Có tứ đại thần thông áp trận, đám yêu thú vốn chẳng dám hó hé gì, giờ lại càng không có suy nghĩ đó. Sư vương thành công vượt qua lôi kiếp, biến thành một người đàn ông trung niên vạm vỡ với hơi thở thần thông mãnh liệt, những yêu thú đạo quả xung quanh vội vàng chào, kính chào đại yêu thần thông, lão tổ sư vương. Miễn lễ Thanh Ngọc sư vương hãnh diện nói, rồi nhìn về phía bốn vị thần thông, bốn vị, mời đến lãnh địa của sư vương ta. Không được, đợi sư vương ổn định cảnh giới, xử lý xong chuyện trong tộc, sau đó sẽ bàn bạc sau, ta ở Thanh Huyền Tông đợi ngươi. Lâm Thanh nói xong, nháy mắt trả lại thẻ hội viên cho sư vương. Chúng ta cũng ở tông môn chờ ngươi. Ba vị lão tổ thần thông gật đầu, xoay người rời đi. Lão tổ sư vương. Hổ vương run rẩy đi tới trước sư vương, thấp giọng nói, lão tổ sư vương, chuyện đó của ta. Đừng lo lắng, không sao cả, người đó không tính toán nữa. Thanh Ngọc sư vương xua tay nói, sau đó nói, tất cả trở về, ngày mai đến gặp ta cung kính sư vương nhóm yêu thủ đạo quả cung kính nói nhìn sư vương rời đi cũng may là có thể hội viên nếu không là xong đời rồi sư vương cũng bị dọa rung lên một tôn đại yêu thần thông nhất định rất đáng giá sư vương đột phá thần thông thành công trở thành một phần của yêu thú sơn mạch đại yêu thần thông duy nhất ở đây cũng biến nơi này thành địa bàn của bản thân yêu cầu các yêu thú tộc phải trả một phần tài nguyên hàng tháng trong yêu thú, kẻ yếu cống nạp cho kẻ mạnh là luật cơ bản nhất của yêu thú, không một yêu thú nào dám chống lại. Sau khi xử lý xong công việc của yêu thú, sư vương lại đến tứ đại tông môn, cùng ký một khế ước bảo mật với bốn vị lão tổ. Mà giờ phút này, việc tu luyện của Giang Thái Huyền đã đến thời khắc mấu chốt. Đạo quả khắc họa đường văn, khắc họa ở đan điền, nhưng hắn khắc cả cơ thể, vô số đường trải dài trên cơ thể và dung nhập vào tất cả máu thịt. Vì thế, linh lực tiên thiên cần càng nhiều hơn giang thái huyền thật may mắn bản thân lấy hết nguyên tệ mua linh khí tiên thiên nhanh thật đợi đường văn khắc toàn bộ ta có thể trở thành đạo quả rồi trong lòng giang thái huyền mong chờ đạo cảnh hệ phong hiện sau lưng cả người được bao phủ trong đạo cảnh vài ngày sau nghệ lâu ở vân thủy thành đã sửa xong và mở cửa trở lại tài nguyên của các đại gia tộc cũng được thu hoạch ở yêu thú sơn mạch cũng liên tục có yêu thú đi ra trên cổ có để lộ tấm thẻ không ai dám động vào yêu thú ngẩng đầu ưỡn ngực vào vân thủy thành đi dạo các kiểu còn mua đồ này nọ nữa thậm chí còn ăn uống tại chỗ những người ở vân thủy thành lúc đầu không quen nhưng cuối cùng cũng quen tầm uhm. ngày này trên bầu trời thanh nguyệt thành thiên lôi cuồn cuộn một dòng khí thế mạnh mẽ bốc lên ánh sáng lục lam tràn ngập bầu trời một bóng người bước qua không trung vẻ mặt lãnh đạm một bóng vật tỏa sáng lòng bàn tay vàng xuyên qua không trung trực tiếp đánh tan sấm sét. Tràng chủ, tràng chủ đột phá đạo quả rồi. Những người ở Thanh Nguyệt Thành đều ngẩng đầu nhìn, nhìn thấy người trên không trung. Huyền ca. Tây môn mập mạp nhìn lên trời với ánh mắt hâm mộ, đây là đạo quả, mình thì vẫn ở tiên thiên. Giang Thái Huyền khẽ gật đầu, trầm mặt nhìn Tây môn, Tây môn mập, ta nói cho ngươi một chuyện. Chuyện gì? Cảm giác phi hành thật thích, nhưng ta không muốn mang ngươi bay cùng. Huyền ca, Lý Quảng tìm ngươi. Tây môn mập trợn mắt, quay đầu bước sang một bên. Lý Quảng cúi đầu đến, mang theo vẻ mặt kích động. Giang Thái Huyền gật đầu nói, món nợ 30 vạn nguyên tệ đã được trả lại, lần trước ngươi có nhiệm vụ đặc biệt, ngăn cản đường đi của ngươi, giờ cho ngươi 30 phần đồ ăn, ngươi chọn đi. Một nửa thần huyết, một nửa thần ma. Lý Quảng nói, Giang Thái Huyền cầm lấy 15 viên thần huyết đan, 15 viên thần ma đang cho hắn, có cần ta giúp không? Không cần, mời gia các thần hầu trở về cũng được." Lý Quản trầm giọng nói. "Được rồi." Giang Thái Huyền gật đầu, sau đó gửi tin nhắn cho gia các thần hầu. Gia các thần hầu trong khoảng thời gian này đã kiếm được rất nhiều thần ma đan, thần huyết đan, hắn nhất định đã tích lũy nhiều hơn Lý Quản, nhưng hắn không có đột phá. Hắn muốn Lý Quản làm chuột bạch trước, Lý Quản cũng sẵn sàng liều mạng một phen. Giang Thái Huyền rời đi, đồng thời dặn dò Tây Môn mập mạp, trong khoảng thời gian này dù có nhiệm vụ cũng cố gắng đừng quấy rầy hai thần ma. Lý Nguyên Bá và Lý Bạch lại trở về Thanh Nguyệt Thành, làm nhiệm vụ giá rẻ để thay thế hai vị thần ma. Tràng chủ, cuối cùng thì ngài cũng xuất quan rồi. Vừa bước chân vào thần ma đạo tràng ở Vân Thủy Thành, một thanh niên đã chào hỏi. Tiêu Thiên à, làm tốt lắm, số tiền khổng lồ 30 vạn nguyên tệ đã trả hết rồi. Giang Thái Huyền mỉm cười hắn đã nhận được tin tức từ hệ thống. tràng chủ, chúng ta bàn chút chuyện được không? rào một tiếng giả thú vang lên, một con sư tử con màu lục lam đi vào thần ma đạo tràng, gầm lên, đôi mắt trong veo nhìn Giang Thái Huyền. ơ, ờ, ai trong số các người lại trói con sư tử này đến đây vậy? Giang Thái Huyền ngạc nhiên nói, rồi cầm lấy con sư tử nhỏ, lần này không bán nữa, nướng nó chúc mừng ta xuất quan. tràng chủ, Lý Trí nghiêm mặt lấy lại sư tử con đây là khách của chúng ta không phải đồ ăn cha nó đem nó tới đây đấy hả vậy là con của con sư tử già kia nó dám mang theo sư tử con đến á giang thái huyền sửng sốt chép miệng đáng tiếc rốt cuộc vẫn không ăn được bây giờ thanh ngọc sư vương đã đột phá thần thông rồi còn ký khế ước với bốn lão tổ thần thông không xâm phạm lẫn nhau yêu thú và con người bắt đầu sống chung lý trí giải thích tràng chủ có thể thương lượng chút chuyện không? Tiêu Thiên bất lực nói, bất mãn nhìn chằm chằm vào sư tử con, không có việc gì mày chạy tới đây làm gì hả? Chuyện gì? Giang Thái Huyền nói. Có thể thả Diệp đạo ra không? Tiêu Thiên cẩn thận hỏi. Ta đâu có nhốt Diệp đạo. Giang Thái Huyền cau mày, chuyện này liên quan gì đến ta, ngươi phải đến công ty chuyển phát nhanh. Nhưng mà, không phải công ty chuyển phát nhanh nghe lời ngài sao? Tiêu Thiên cười khổ. Đó là món nợ của Diệp đạo, ta cũng không có cách nào khác, được rồi, không nói nữa, ta còn có nhiều việc phải làm. Giang Thái Huyền xua tay nhìn Lý Trí, lão sư tử kia ở đâu, ta đi tìm hắn. Tràng chủ, lão sư tử hiện tại đang ở quán rượu Nghệ Hy. Lý Trí trả lời. Quán rượu Nghệ Hy? Vậy sao sư tử con này lại chạy được đến đây? Giang Thái Huyền kinh ngạc. Diệp đạo giúp gửi tới, còn đưa cho công ty chuyển phát một nguyên tệ để chăm sóc lý trí nói được lắm sư vương này còn biết tìm người chăm đứa nhỏ quán rượu nghệ hy là giang thái huyền cười lạnh hỏi không phải là chủ ý của tràng chủ nói cho cầm hy sao đổi nghệ lâu thành quán rượu lý trí nói tốc độ nhanh đấy ta đi xem xem giang thái huyền bỏ lại một câu trực tiếp bay lên trời đi được sự đồng ý của cầm hy và chủ sự nghệ lâu cũ đã được cải tạo và tu sửa để trở thành quán rượu nghệ hy đối với sự chỉ dẫn của tràng chủ nghệ lâu mới xuất hiện những người ở vân thủy thành rất tò mò hơn nửa bên trong cũng rất kỳ lạ mấy ngày nay việc kinh doanh của quán rượu nghệ hy cực kỳ sôi động điều quan trọng nhất là cửa của nghệ hy so với nghệ lâu đã thấp hơn trước sạch sẽ hơn trước rất nhiều không còn bán da bán thịt ở đây nữa ta thật muốn xem xem ở thế giới tu luyện này quán rượu đầu tiên ta mang đến sẽ trông như thế nào giang thái huyền thực sự rất tò mò cũng muốn chơi và nhớ lại cảm giác của kiếp trước giang thái huyền bước vào vân thủy thành đi thẳng đến chỗ nghệ lâu cũng chính là quán rượu nghệ hy bây giờ mùi rượu nồng nặc tiếng hát đa dạng tiếng ồn ào một nhóm người nhảy nhót trong quầy ba một vài chiếc ghế dài bọc da đặt trong góc đây chắc chắn là đồ da nhưng trình độ hơi thấp ánh sáng dịu dàng không chói mắt đủ loại ánh sáng đang xen vào nhau nhưng chung quanh lại có chút bóng tối phóng lên đám người đang nhảy múa cũng gần giống giang thái huyền nhẹ nhàng thở dài dù sao chuyện này cũng làm trong thời gian ngắn ánh sáng không đủ tuy rằng có một ít màu sắc nhưng so với kiếp trước vẫn có chút đơn điệu hơn nữa mùi rượu này nồng quá đến đây chơi có mấy ai đến uống rượu thật không không có đĩa trái cây đánh giá không tốt cũng không có người phục vụ tại quầy rượu nhạc cụ hư hao, không có dàn nhạc, mấy cô vũ nữ không đủ đẹp, một sao. Giang Thái Huyền quét mắt nhìn quán rượu nghệ hi một lượt, có lẽ là do yêu cầu của bản thân hắn quá cao, đây cũng chỉ mới là bước đầu mà thôi. Nhưng thật chất đối với một thế giới tu tiên đơn điệu mà nói thì sự xuất hiện của quán rượu này đã ảo diệu lắm rồi. Nghĩ mà xem, bình thường mấy tên võ giả này chỉ biết tu luyện, tu luyện rồi tỉ thí này nọ, ngay cả trò trốn tìm cũng không biết chơi chẳng hạn như thằng nhóc mập tây môn kia, nghe kể chuyện mà có thể nghe tận một năm, chỉ mỗi chuyện đó thôi cũng đủ biết thế giới này nhạt nhẽo cỡ nào. Tràng chủ đến rồi. Một giọng nói vang lên làm cả quán rượu lập tức im phăng phát, tất cả mọi người đều đổ dồn mắt về phía Giang Thái Huyền. Chư vị cứ tự nhiên, ta đến để tìm con sư tử kia. Giang Thái Huyền nói. Tràng chủ. Một nam tử trung niên tóc xanh tức tốc chạy tới, sốt ruột kéo hắn, tràng chủ, chúng ta vào phòng nói. Giang Thái Huyền đi theo nam tử trung niên vào khu ghế lô, hắn cười khẽ, ngươi quen đường quen nẻo phết nhỉ. Yêu thú đạo quả có thể nói tiếng người, mà yêu thú thần thông lại có thể biến thành người, có thể thấy con thanh ngọc sư vương này đã là yêu thú thần thông. Lâu lâu tới, lâu lâu tới. Thanh ngọc sư vương cười khang, nó nói, tràng chủ, hay ta gọi hai người cái cho ngươi nhé. Người cái. Khóe miệng Giang Thái Huyền run rẩy, nam nữ trong mắt yêu thú cũng được chia theo được cái à. Thôi. Giang Thái Huyền nâng tay, ngươi hòa nhập với thế giới loài người nhanh gớm đấy. Đúng rồi, ngươi là yêu thú thần thông, vậy các nhánh trong yêu thú sơn mạch có phải do ngươi quản lý không? Đúng vậy. Thanh Ngọc Sư Vương gật đầu, tràng chủ, ta đang muốn hỏi ngươi, ta nên làm thế nào để phát triển nơi này? Ta thấy ngươi chẳng quan tâm tới chuyện đó chút nào hết, cả con trai cũng quẳng ở đạo tràng ta, nếu không phải lý trí nói đó là khách thì ta đã chén sạch nó rồi. Giang Thái Huyền biểu môi. Tay đang rót rượu của Thanh Ngọc Sư Vương khựng lại, nó vội nói, tràng chủ, ta đã trả tiền rồi, bây giờ ta với con ta là yêu thú tự do. Được rồi, có chuyện thì đến đạo tràng bàn, chừng nào ngươi chơi đã thì qua, giờ ta đi coi con ngươi đã. Giang Thái Huyền xua tay rồi đứng dậy đi ra ngoài, giờ quán rượu nghệ hy này chả còn gì vui nữa, thôi hắn về luôn vậy tràng chủ, ta chơi xong rồi. Thanh Ngọc Sư Vương vội đặt nguyên tệ xuống rồi đuổi theo, nó thật lòng sợ tràng chủ biến con của nó thành sư tử quay. Sau khi về tới thần ma đạo tràng, Giang Thái Huyền nhận được tin trả lời của Lý Trí, hiện giờ tuần sang của Lý Quảng, thần ma cũng được công bố rồi, lượng tiêu thụ của hai quyển tuần sang này đều rất cao, gần như là vừa đem ra đã bị giành mua hết. Ừm, đây là tuần sang kỳ sau, tới lúc đó nhớ giao cho Lâm Thanh. Giang Thái Huyền lấy quyển tuần sang mới ra, kỳ này là về võ tòng. Ta biết rồi thưa tràng chủ. Lý trí cung kính nhận lấy. Giang Thái Huyền lại liên lạc với mấy người còn lại, hỏi việc làm ăn ở các chi nhánh như thế nào, đáng tiếc, việc mua bán không tốt chút nào, vẫn còn đang trong thời gian tuyên truyền. Tràng chủ. Anh Ngọc Sư Vương đang bế con sư tử con khẽ gọi. Giang Thái Huyền gật đầu, dẫn Sư Vương ra ngoài ngồi, hắn vừa rót trà vừa nói, Sư Vương lần này ta mời ngươi qua đây là vì hiện giờ ngươi đã có năng lực rồi, vật ngươi có muốn kiếm thật nhiều tiền không? Muốn. Đương nhiên muốn. Thanh Ngọc Sư Vương gật đầu lia lịa. Được, vậy bán yêu thú sơn mạch đi. Giang Thái Huyền nói thẳng. Thanh Ngọc Sư Vương ngơ ngác, tràng chủ, ta lại không phải là Lâm Thanh. Yêu thú sơn mạch là nhà của nó, cũng là nơi gốc rễ của nó, sao có thể bán được? Đùa thôi. Giang Thái Huyền xua tay, "Hắn bảo, thật ra bán một ít yêu thú cấp thấp cũng không ảnh hưởng gì tới ngươi, dù sao yêu thú cấp thấp cũng nhiều vô kể, ngày nào cũng có con bị võ giả giết chết." "Không được, tuyệt đối không thể bán yêu thú." Thanh Ngọc sư vương lắc đầu, nó ngừng một lúc mới nói, "Trừ phi có thù với ta." "Thôi được rồi, không chọc ngươi nữa." "Ngươi không phát hiện Vân Thủy Thành này hay Đại Vân Quốc, thậm chí cả thế giới này đang thiếu thứ gì à?" Giang Thái Huyền hỏi. Thiếu cái gì? Thanh Ngọc sư Vương ngây người. Thiếu xe cho thuê, xe công cộng, máy bay. Giang Thái Huyền nghiêm túc đáp. Đó là cái gì? Thanh Ngọc sư Vương không hiểu, xe cho thuê, xe công cộng, máy bay. Chúng nó là cái gì? Thôi, ta giải thích một chút cho ngươi hiểu, bình thường nếu mấy võ giả có tiền có thế muốn ra ngoài thì hay di chuyển bằng cái gì? Đi bộ. Thanh Ngọc sư Vương đáp với giọng chắc nịch đúng vậy đi bộ nhưng ngươi có thể huy động yêu thú chở bọn họ tới chỗ bọn họ muốn sau đó thu tiền giang thái huyền nói đưa bọn chúng tới nơi bọn chúng muốn rồi lấy tiền thanh ngọc sư vương ngẫm nghĩ một lát rồi lắc đầu không hiểu ngươi xem nếu bắt ngươi đưa một nhân loại đi từ thần ma đạo tràng tới vân thủy thành ngươi có chịu không đương nhiên là không ta đường đường là đại yêu thần thông trả tiền trả bao nhiêu Ngươi muốn bao nhiêu trả bấy nhiêu. Vậy thì được. Thì đó, bọn họ trả tiền, ngươi đưa bọn họ tới nơi họ muốn, cái này gọi là xe mà là vật chạy dưới đất, tùy lúc mới có. Giang Thái Huyền nói. Hiểu rồi, vậy còn máy bay thì sao? Thanh Ngọc sư Vương vội hỏi. Máy bay đương nhiên là bay trên trời, ngươi mang bọn họ bay qua chỗ đó, mà bay thì khó hơn một chút, nên có thể tính tiền mắc hơn giang thái huyền đáp rồi bổ sung thêm với lại xe thì được chia thành xe cho thuê và xe công cộng xe cho thuê thì đưa tiền rồi muốn đi đâu thì đi còn xe công cộng thì phải đi theo tuyến đường cố định ta hiểu rồi thanh ngọc sư vương mừng rỡ vậy bây giờ ta về yêu thú sơn mạch để phái một ít yêu thú qua đây cho tụi nó làm xe với máy bay khoan đã nếu đã muốn làm thế này ngươi phải nghĩ xem mấy con yêu thú đó mà kéo đàn qua đây thì ai dám dùng Giang Thái Huyền kéo Thanh Ngọc sư Vương lại. Vậy phải làm sao bây giờ, Tràng chủ? Dễ lắm, giờ ta làm mấy lệnh bài cho ngươi, đeo lệnh bài này lên tức là làm việc dưới danh nghĩa của thần ma đạo tràng, bọn họ thấy lệnh bài rồi sẽ tin các ngươi thôi." Giang Thái Huyền đáp. "Đa tạ Tràng chủ, ngươi đúng là người tốt." Thanh Ngọc sư Vương cảm động vô cùng. "Ừ, rồi chia ta 20%." Giang Thái Huyền nói. Thanh Ngọc sư Vương Đừng buồn, cứ làm thế là ngươi sẽ chính thức trở thành người hợp tác với thần ma đạo tràng đó biết không? Giống với công ty chuyển phát nhanh Phong Trì ấy, sau này ai mà chẳng nể mặt ngươi." Giang Thái Huyền tiếp tục. Thanh Ngọc sư Vương gật đầu, "Vậy được, 20 thì 20, giờ ta về chuẩn bị đây." Giang Thái Huyền nhìn theo Tiễn Thanh Ngọc sư Vương, sau đó bắt đầu lướt thiên võng, quên nói với nó còn có vụ đặt xe nữa, thôi, lần sau lại dặn nó vật, giờ mình còn phải làm lệnh bài nữa giang thái huyền bảo hệ thống làm giúp hắn mấy cái bằng lái không sai là bằng lái qua thêm một đoạn thời gian nữa sau khi huấn luyện xong hết thì có nên làm thêm cái trường dạy lái xe không nhỉ hay là dạy tụi yêu thí cách ghe xe tắp xe từng phải làm vậy thôi còn phải viết thêm mấy quy tắc lái xe nữa mẹ nó kiếp trước thi lái xe khổ muốn chết giờ phải để tụi yêu thú này nếm trải mới được giang thái huyền nghĩ là làm làm như vậy còn có thể giữ được tính đặc thù sau này có yêu thú nào khác muốn cạnh tranh cũng chỉ có thể đi thi bằng lái, mà bằng lái này là do chính tay hắn làm ra, đến lúc đó còn có thể kiếm thêm một mớ. Phải gọi thành chủ tới để quy hoạch lại thành trì nữa, giờ yêu thú với nhân loại tiếp xúc với nhau cũng không thể lơ là được, tốt nhất là đừng ẩu đả. Thành chủ Lý Một Sơn, bổn tràng chủ dự định tìm ngươi hợp tác, nhanh chóng đến thần ma đạo tràng. Giang Thái Huyền gửi đi một tấm thiếp mời. Tràng chủ, ta tới ngay lý mộc sơn từ lâu đã nóng ruột như lửa đốt chính là đợi giang thái huyền hỗ trợ nghỉ kế sách thuận tiện mang chút giấy bút đến lần này là làm ăn lớn giang thái huyền lại thêm một câu rất nhanh lý mộc sơn ngự không mà đến hắn vừa đến nơi đã trực tiếp nói tràng chủ có làm ăn lớn gì giới thiệu không xây trường dạy lái xe giang thái huyền nghiêm mặt nói trường dạy lái xe lý mộc sơn ngơ ra tràng chủ thật là cao thâm Hắn chưa từng nghe qua cái từ này. Sẵn tiện tiến hành quy hoạch thành trì. Giang Thái Huyền đang nghe truyện trên TV Audio CV suy tư trong chốc lát, nói, yêu thú có tốc độ chậm để ở trong thành, cho làm xe công cộng, yêu thú tốc độ nhanh thì giới hạn ít hơn, làm xe cho thuê. Tràng chủ, ta không hiểu. Lý Mục Sơn ngơ ngác nói, chúng ta có thể nói gì đơn giản chút được không? Yêu thú và nhân loại chẳng phải muốn cùng chung sống hay sao? Ta nghĩ võ giả dưới đạo quả đi ra ngoài cơ bản toàn dựa vào đi bộ lỡ mà khoảng cách xa một chút thì phải nghỉ chân mấy lần mới tới nơi được giang thái huyền nói lý mục sơn gật đầu ý của tràng chủ là để yêu thú chở người đi ví dụ như thành chủ muốn ra cửa đến thần ma đạo tràng của ta thì có thể cưỡi yêu thú đến bản thân không cần phải bay tiết kiệm biết bao nhiêu sức lực thủ hạ của ngươi ra ngoài làm ít chuyện cũng có thể cưỡi yêu thú tốc độ nhanh hơn không phải sao Giang Thái Huyền nói. Lý Mộc Sơn trầm tư chốc lát, gật đầu nói, sức chịu đựng của con người quả thực không bằng yêu thú, yêu thú có thể chạy rất nhanh trong thời gian dài, mà chúng ta thì không được. Giang Thái Huyền mỉm cười gật đầu, có yêu thú thay đi bộ, chúng ta có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức. Thế nhưng, những yêu thú này sẽ để chúng ta ngồi lên người chúng sao? Lý Mộc Sơn nhíu mày. Đương nhiên có thể, là như vậy, khi thủ hạ của ngươi xuất môn làm việc tới nơi cách rất xa chỗ này thì trả một nguyên tệ, trong thời gian quy định, chúng sẽ đưa ngươi đến nơi cần đến, ngươi có chịu hay không?" Giang Thái Huyền nói. "Đương nhiên bằng lòng." Lý Mộc Sơn khẽ giật mình, nói: "Thế nhưng tràng chủ, đây không phải là cho yêu thú kiếm tiền hay sao?" "Không, không." Giang Thái Huyền xua tay, nói: "Ngươi xem, tác dụng của trường dạy lái xe này của ngươi không phải xuất hiện rồi sao?" xin hãy tràn chủ chỉ giáo ta lý mục sơn liền vội vàng nói từng sau khi mở trường dạy lái xe nếu muốn chở khách phải có thần ma đạo tràng cho phép nếu được thì khi đó chúng sẽ có được tấm thẻ bài này giang thái huyền lấy ra một tấm thẻ ta đã nghĩ xong rồi cái này gọi là bằng lái phàm là yêu thú muốn đón khách phải lấy ra bằng lái mới được mà làm sao có được bằng lái này nhất định phải trải qua trường dạy lái xe của thành chủ hành chủ có thể dạy yêu thú rồi thừa dịp thu học phí, cái này và học viện như nhau." Giang Thái Huyền nói. Lý Mộc Sơn giật mình, tràng chủ quả nhiên là làm người ăn lớn, chỉ là chuyện này nên dạy như thế nào. "Ngươi xem đi, ta đã viết cho ngươi xong, 5 điểm, điểm thứ nhất, xác định điểm sườn núi, thứ hai quẹo góc 90, thứ ba chạy đường công, thứ tư chính là dừng xe, thứ năm đậu xe." Giang Thái Huyền trải tờ giấy ra, nói biểu đồ quy hoạch ta cũng vẽ xong cho ngươi rồi lý mộc sơn ngây ngốc nhìn bản đồ tuy rằng đều có đánh dấu nhưng vẫn có cảm giác xem không hiểu như cũ cảm thấy thật thâm sâu huyền diệu dựa theo trọng lượng mang vác của từng yêu thú kích cỡ lớn nhỏ mà chế tạo ra toa xe khác nhau để đặt đủ chỗ ngồi ngươi có thể lý giải thành xem yêu thú như ngựa kéo hàng giang thái huyền tiếp tục nói đây chỉ là cửa thứ hai hiểu chút chút vậy cửa thứ nhất đâu lý mộc sơn nói ngựa thú kéo hàng, hắn có biết, nói như vậy chính là ngựa đổi thành yêu thú, hàng đổi thành người. Cửa thứ nhất chính là cái này. Giang Thái Huyền lấy ra quyển ý nghĩa nhân sinh, để yêu thú hiểu rõ tầm quan trọng của tiền. Tràng chủ, bọn chúng có thể xem hiểu sao. Lý Mục Sơn sụp đổ, ngươi còn muốn tẩy não yêu thú. Ai, yêu thú đều có trí tuệ, đặc biệt là trúc cơ trở lên, tiên thiên có thể đơn giản làm thành xe ôm, trúc cơ trở lên, nếu có người dạy, rất nhanh sẽ học được thôi." Giang Thái Huyền nói. "Yên tâm đi, có Thanh Ngọc sư Vương quản lý yêu thú thì đám yêu thú đó tuyệt đối không thành vấn đề." Giang Thái Huyền nói. Lý Mộc Sơn mơ mơ màng màng gật đầu, hơi hiểu nhưng vẫn còn nhiều chỗ không rõ. "Hiện tại, chúng ta quy hoạch đường thành thị, đường bay hàng không, những tuyến đường này đều phải bỏ tiền mua, không bỏ tiền thì không thể chạy ở những tuyến đường này." Giang Thái Huyền nói. Sau đó Giang Thái Huyền lại rút ra một tờ giấy, đây là nguyên liệu cấm không trận, nếu ngươi thu thập đủ rồi, nhớ chất lượng nguyên liệu càng cao, quy lực càng mạnh, không có ngươi và thần ma đạo tràng ta đồng ý, trong phạm vi cấm không trận bao phủ không ai có thể ngự không phi hành, bao gồm thần thông đại yêu, thanh ngọc sư vương. Nói cách khác, sau này ai muốn phi hành, phải thông qua sự đồng ý của ta bằng không chỉ có thể đi bộ. Lý Mộc Sơn kích động nói. Cơ hội buôn bán, đây chính là cơ hội buôn bán đó trời. Không sai, người không có bằng lái phi hành làm sao có thể bay loạn xạ được. Giang Thái Huyền nghiêm mặt nói, cái này giao cho ngươi, mặt khác, kế hoạch quy hoạch thành trì ta đã nghĩ sẵn cho ngươi, thiết lập bãi đổ xe, trạm xe. Lý Thành chủ, kế hoạch này của ta thế nào? Vô cùng tốt, cứ như vậy phát triển tiếp, Vân Thủy Thành nhất định sẽ an ổn không ít, hơn nữa ta cũng có thể kiếm được không ít tiền. Lý Mộc Sơn kích động đến độ giọng nói đang phát run. Vậy ký hợp đồng thôi, trường dạy lái xe, mở mang tuyến đường, ta chiếm 20% cổ phần. Giang Thái Huyền lấy ra hợp đồng đã sớm chuẩn bị xong. Lý Mộc Sơn Mặt khác, ta sẽ chuẩn bị một ít bằng lái tạm thời để đám yêu thú dùng trước, ngươi trở về tuyên bố việc này. Giang Thái Huyền đưa mắt nhìn Lý Mộc Sơn rời đi, hắn chợt mỉm cười, bởi vì Thanh Ngọc Sư Vương lại đến nữa rồi. Tràng chủ Thanh Ngọc sư Vương mang theo mấy vị yêu thú đạo quả đi tới thần ma đạo tràng. Giang Thái Huyền nhìn lướt qua giá mấy con yêu thú đạo quả, phát hiện một con yêu hổ màu đỏ núp ở cuối cùng, khi chạm phải ánh mắt của hắn thì không ngừng né tránh, nó là Bản thân và yêu thú tiếp xúc không nhiều lắm, con yêu thú này không đến mức sợ hắn chứ. Khụ, nó là Liệt Diễm hổ vương. Thanh Ngọc sư Vương vội ho một tiếng, nói, tràng chủ, đừng nói cái này, bàn việc làm ăn trước. Đây là bằng lái tạm thời ta làm ra cho ngươi, bằng phi hành tạm thời, về sau Vân Thủy Thành sẽ bày trận pháp cấm ngự không, không có mấy tấm bằng này thì không thể phi hành. Giang Thái Huyền nói. Đa tạ tràng chủ. Thanh Ngọc Sư Vương mừng rỡ. Từng, những tầm bằng này đều là tạm thời, chờ Lý Mục Sơn làm xong trường dạy lái xe, các ngươi phải đi thi, việc còn lại ngươi và Lý Mục Sơn thương nghị, ta còn có việc, các ngươi đi đi. Giang Thái Huyền khoát tay nói. Đa tạ tràng chủ Thanh Ngọc Sư Vương vội vã tiếp nhận 20 tấm bằng chứng nhận Đây đều là thân phận đặc thù Sư Vương Lão Tổ Hắn chính là vị đại nhân kia Hổ Vương thấp giọng hỏi Từ cầm tấm bằng này Vân Thủy Thành sẽ không ai dám động ngươi Nhớ kỹ Vân Thủy Thành lợi hại nhất Không phải tứ đại thần thông Lão Tổ Cũng không phải thành chủ Mà là tràng chủ Thanh Ngọc Sư Vương thấp giọng nhắc nhở Đa tạ lão ca dẫn dắt hổ vương cảm động muốn rớt nước mắt sau khi giang thái huyền đột phá đạo quả năm giác quan trở nên nhạy bén lời nói chuyện của mấy con yêu thú này mặc dù đã đè thấp âm thanh nhưng khi vào tai hắn thì vẫn rõ mồn một làm sao mà không nghe thấy được hắn dám khẳng định tên liệt diễm hổ vương này bị thanh ngọc sư vương gài bẫy rồi hay là nhìn thu hoạch của mình trước đã sau khi đột phá đạo quả vẫn chưa kiểm tra không biết hệ thống có thưởng gì không giang thái huyền bắt đầu kiểm tra tin tức hệ thống Đột phá đạo quả, thời gian lĩnh linh thực trút ngắn còn 4 ngày, còn được tặng một bao gói quà thần bí lớn. Chân hư giới thế mà lại rộng lớn như vậy. Giang Thái Huyền mở thiên võng, sắc mặt bỗng trở nên kinh hãi. Sau khi đột phá đạo quả, có thể nhìn toàn cảnh một vực của thiên võng. Chân hư giới được chia làm bốn đại vực, đại vân quốc, chỗ hắn đang ở, chỉ là một tiểu quốc đông vực. Đại vân quốc lân cận với thiên một quốc, quanh năm chinh chiến, đến bây giờ vẫn còn đang đánh nhau. Mà ngoài trăm dặm Lạc Vân Thành là lãnh địa của một số tông môn, những tông môn này bề ngoài thì có thần thông tỏa trấn, thậm chí lời đồn đại có đầu sỏ trường sinh tồn tại. Nơi đây sẽ trở thành đằng phi chi địa, TS ý chỉ nơi phát triển nhanh chóng của ta. Ánh mắt Giang Thái Huyền nhìn về phía Lạc Vân Thành. Những tông môn này tồn tại đã lâu, ác hẳn có thể lấy ra được trăm vạn nguyên tệ thậm chí là nhiều hơn. Lấy gói quà lớn ra trước rồi tính, gói quà lần trước mở được truyền tống trận, không biết lần này có thể mở ra cái gì đây. Giang Thái Huyền mong đợi nhìn phần thưởng, mở gói quà lớn. Tin, ký chủ thu được một thanh thần kiếm bị phong ấn cấp thấp, theo thực lực ký chủ tăng cao mới có thể mở phong ấn. Vậy mà cho một món thần khí. Giang Thái Huyền biểu môi, nói thật hắn tuy rằng rất muốn thần kiếm, nhưng đối với truyền tống trận nạp điện một phút đồng hồ truyền tống 200 năm mà nói, thanh thần kiếm cấp thấp này giá trị không cao do thực lực ký chủ tăng lên, hệ thống tặng thêm một kiện thương phẩm, mời ký chủ tiếp nhận. Lại có thương phẩm gì đây? Giang Thái Huyền mừng rõ vội vã chạy ào vào đạo tràng, sau đó đuổi lý trí ra ngoài, mình cũng đi ra, đồng thời bảo nhân viên của đạo tràng rời khỏi đạo tràng, đóng kỹ các cửa. Tiếp nhận thương phẩm. Liên hệ hệ thống, toàn bộ thần ma đạo tràng bắt đầu bao phủ kim quang, lần này, rất nhanh thì hoàn thành cải tạo, chỉ dùng một khắc đồng hồ đạo tràng lần nữa gia tăng thêm một kiện thương phẩm, kỹ năng đan. Giá thứ đó và giá công pháp như nhau, võ kỹ cấp nhập môn chỉ cần 50 nguyên tệ là có thể lĩnh ngộ đại thành, hoàn toàn không cần khổ tu. Ta có nên thông báo cho hứa trường không rằng hắn ta 10 năm khổ tu kiếm pháp, cũng có thể dùng tiền mua được không? Giang Thái Huyền suy nghĩ cẩn thận, chuyện này có khi nào khiến hứa trường không khóc chết hay không? Lý trí trợn mắt há hốc mồm mà nhìn thương phẩm mới, có cái này rồi về sau còn cần bế quan sao? Tu vi, lấy tiền mua linh khí tiên thiên, võ kỹ, lấy tiền mua kỹ năng cảm ngộ. Xin hỏi, còn có cái gì mà tiền làm không được? Khổ tu, còn có chỗ dùng sao? Ngẫm lại hứa trường không dùng 10 năm khổ tu để luyện kiếm pháp, nay chỉ cần 100 nguyên tệ thì có thể làm được, có 10 năm thời gian này chẳng lẽ kiếm không được 100 nguyên tệ. Tràng chủ. Một tiếng nói quen thuộc từ bầu trời truyền đến người nọ ngự không dán xuống. Nguyệt lộ, ngươi đột phá đạo quả rồi. Giang Thái Huyền kinh ngạc. Có được tài nguyên gia tộc bồi dưỡng, may mắn đột phá. Thang Nguyệt lộ khiêm tốn cười, nói là ai đã đến đây trả nợ thế. Tiêu Thiên, hắn trở về sớm hơn ngươi một bước. Giang Thái Huyền nói. Tiêu Thiên, chẳng lẽ hắn cũng đột phá đạo quả rồi. Ta ngoại trừ khôi phục nguyên lực ra một khắc đều không dám trễ nải thang nguyệt lộ cả kinh nói khụ nguyệt lộ à bây giờ phi hành không phải nhanh nhất nữa thần ma đạo tràng ta đã ban ra truyền tống trận trúc cơ cùng với dưới trúc cơ đều có thể ngồi truyền tống trận chỉ nhoáng một cái là có thể truyền tống đến một tòa thành trì khác giang thái huyền thở dài thang nguyệt lộ cái này ý nói ta vẫn không nên đột phá đạo quả vậy ta còn phải bay đến thanh nguyệt thành thang nguyệt lộ không bình tĩnh nổi nữa Ngươi bảo tiêu thiên truyền tống trở lại là được Hoặc là ngươi truyền tống qua đó Truyền tống trận ở Thanh Nguyệt và Vân Thủy không có hạn chế Giang Thái Huyền nói Đa tạ tràng chủ Chờ ta gặp tiêu thiên lại tới tìm ngươi Thanh Nguyệt lộ ôm quyền Bước lên truyền tống trận Giang Thái Huyền thưởng thức trà Lý Nguyên bá đến thủ đô rồi Còn võ tòng thì đi thiên phong thành Lý Bạch hiện tại đang chạy khắp nơi Đi tới lui giữa các thành lớn nhỏ làm nhiệm vụ và gia các thần hầu với Lý Quản thì đang chuẩn bị cho việc thất tinh nghịch mệnh. Tràng chủ, mời ngươi tới đây một chút. Gia các thần hầu truyền âm đến. Giang Thái Huyền vội vã và bước vào truyền tống trận đi đến Thanh Nguyệt Thành. Một khi bọn họ nghịch mệnh thành công sẽ trở thành thần ma trung cấp, đến lúc đó thực lực đạo tràng sẽ tăng lên một bậc, còn nếu nghịch mệnh thất bại, chỉ có thể ký thác nhiệm vụ 100 vạn nguyên tệ, có thể mở ra được hạt giống thần ma trung cấp. Thanh Nguyệt Thành, thần ma đạo tràng bên trong dược điền. Trận pháp bao phủ, bảy đạo kim quang lượng lờ phá tan trận pháp, tạo thành dị tượng. Tây môn, giờ thần ma đạo tràng đang làm việc, bảo người của Thanh Nguyệt Thành đừng tới. Giang Thái Huyền nói. Được, Huyền ca. Tây môn mập mạp vội vã mở miệng. Bảy đạo kim quang, bảy ngọn đèn, Lý Quảng ngồi xếp bằng dưới cây thần ma, tùy ý để bảy ngọn đèn quay xung quanh quay quanh thân. Thần hầu giang thái huyền nói tràng chủ ta và lý quản dự định nghịch mệnh mong ngài có thể áp trận gia các thần hầu trầm giọng nói ta có thể làm cái gì giang thái huyền nghi hoặc bán khế đất dược điền cho đạo tràng gia các thần hầu trầm giọng nói lúc đó nơi này sẽ được đạo tràng thủ hộ cho dù thiên uy có mạnh hơn đi nữa cũng khó mà tiến nhập chúng ta mới có thể nghịch mệnh thành công cái này có thể ta bán ngay đây Giang Thái Huyền suy tư chốc lát, nói: "Tràng chủ, chờ ta truyền âm cho ngươi thì ngươi hẳn bán cho đạo tràng." Gia các thần hầu nói: "Được." Giang Thái Huyền gật đầu. Dược điền này bán cho đạo tràng còn được bảo vệ, mà cho dù không bán, hắn cũng chỉ dùng để trồng cây thần ma. Hiện tại, mời tràng chủ rời khỏi." Thần hầu nói: "Được rồi, ta áp trận cho các ngươi, ta ở trong đạo tràng canh chừng cho các ngươi." Giang Thái Huyền rời khỏi dược điền, tiến vào đạo tràng. Lý Quảng, chuẩn bị xong chưa? Gia các thần hầu trầm giọng nói. Thần hầu, ta đợi quá lâu rồi. Lý Quảng nói. Thất tinh lóng lánh, bảy đạo kim quan phóng lên trời cao, giống như cầu khẩn quan trụ nối liền thiên địa. Thất tinh nghịch mệnh. Gia các thần hầu gằn giọng quát một tiếng, bảy đạo quan trụ tản mát ra bảy tia sáng, giống như sợi tơ liên kết thân thể Lý Quảng rầm rầm. Phía chân trời sấm sét cuồn cuộn, sét đánh ngang dọc, thiên uy to lớn bao phủ xuống, uy hiếp hai vị thần ma. Thần ma đạo tràng. Giang Thái Huyền nhìn Tây Môn mập mạp bán hàng, còn hắn ở một bên đợi, dưới thiên uy, ở đạo tràng của bọn họ không hề có cảm giác gì. Bảy cột sáng nối thẳng về phía chân trời, chẳng biết liên kết phương nào, Giang Thái Huyền cũng không muốn biết, hắn chỉ quan tâm kết quả nghịch mệnh lần này. Thần ma đạo tràng xảy ra chuyện gì? Của uy áp này chí cao vô thượng thần ma đạo tràng rốt cuộc đang làm cái gì mới trở về mà thần ma đạo tràng đã gây ra động tĩnh lớn như vậy lẽ nào là có thứ tốt gì đó nên tiếp ta sao thang nguyệt lộ cười khẽ một tiếng ngươi còn có tâm tình cười cầu mong không có nguy hiểm gì ảnh hưởng đến thanh nguyệt thành tiêu thiên bất đắc dĩ nói toàn bộ thanh nguyệt thành tuy rằng không phải nơi thiên uy bao phủ chủ yếu nhưng một chút dư âm nhưng cũng để cho đông đảo võ giả phủ phục trên mặt đất chỉ có hai người mang thần máu và thần thể mới có thể dễ dàng ứng phó. Một màn nghịch mệnh, thần ma cố gắng chống chọi với thiên uy. Giang Thái Huyền theo dõi tình hình sát sao, luôn chờ gia các thần hầu truyền âm, chỉ là không nghĩ tới một ngày trôi qua vẫn không đợi được gia các thần hầu truyền âm. Bầu trời sấm sét cuồn cuồn, quanh kích Lý Quảng. Lý Quảng ngự không lao lên mũi tên như rồng, thần tiễn vô song, chống lại sấm sét. Đời này vì thần, ngươi dám nghịch thần một tiếng quát trầm thấp, ác cả tiếng sấm sét, truyền thấp toàn bộ thanh Nguyệt Thành, tóc dài phiêu tán, quần áo lộn xộn, một uy áp chí cao chí thượng tỏa ra, như thần như ma, một cổ khí tức không thuộc về nhân gian, làm hư không trở nên vặn vẹo. Thần uy, có thần uy, hắn lập tức nhân chiến trực diện Thiên uy, mũi tên bao trùm không trung như vòi rồng, không ngừng đối chọi với sấm sét, nghịch mệnh, bảy cột sáng mạnh mẽ nghịch mệnh, kích phát thần ma bản nguyên nở rộ thần ma bản tính coi thường chúng sinh nhìn xuống vạn vật khí tức công quý cao cao tại thượng xem thường thiên địa đời này là thần dưới thiên lôi lại vì nghịch thần mũi tên lóng lánh sấm sét tràn ngập mở màn một hồi chiến đấu giữa thần và trời tuần sang thần ma lý nguyên bá thành thần chiến với trời một trận thảm bại tên lý quản này quả nhiên cũng là thần ma quá mạnh trong thần ma đạo tràng toàn là những nhân vật kinh khủng dám chiến đấu với trời. Người của Thanh Nguyệt Thành Lật xem tuần sang thần ma, kinh hải nhìn lên bầu trời, người đó đang chiến đấu với sấm sét Giang Thái Huyền đi ra cửa đạo tràng, nhìn thoáng qua, cảm thụ thiên uy, lại đi trở về. Lý quản có thể kiên trì bao lâu? Giang Thái Huyền trong lòng suy tư, gia các thần hầu ánh mắt chờ mong. Trận chiến này Lý quản không có khả năng thắng, nếu ban đầu hắn phát triển đầy đủ, sức mạnh đạt đến cấp thần ma thì có thể nghịch thiên, nhưng bây giờ còn chưa được đạo quả. Sấm sét đánh trúng, thần ma thể nổ tung, máu tươi màu vàng ống túa ra như mưa, Lý Quảng không ngừng rơi xuống. Lý Quảng, ráng chịu đựng, kiên trì càng lâu, thu hoạch càng lớn. Gia các thần hầu truyền âm nói. Thất tinh nghịch mệnh, cải thiên nghịch mệnh, chỉ có ngăn trở thiên kiếp mới có thể nghịch mệnh thành công. Lý Quảng từ hôm qua chiến đấu tới hiện tại, tất cả thần ma đang, Thần huyết đan đã sớm bị hắn dùng hết, nếu không có thất tinh nghịch mệnh làm suy yếu thiên địa thì e rằng hắn khó có thể kiên trì. Cho dù như vậy, hắn cũng cảm thấy mệt mỏi vô cùng. ầm, ừ. lại có một đạo sấm sét hạ xuống, dòng điện lam sắc ẩn chứa một luồng kim quang. giét, trường cung của Lý Quản lóe lên, một mũi tên bắn ra. ầm, ừ. sấm sét làm mũi tên tan biến trong nháy mắt, rồi đánh thẳng vào trên người Lý Quản đánh vào trong dược điền. Tràng chủ, mau bán khế đất. Gia các thần hầu truyền âm đến. Giang Thái Huyền vội vã bán khế đất. Nhất thời, một đạo kim quang hiện lên, sấm sét tiêu tán, sấm sét tràn rỡ ở dược điền trong nháy mắt biến mất sạch sẽ. Rầm rầm. Phía chân trời sấm sét vẫn đánh xuống như cũ, dược điền cũng lóe lên từng đạo kim quang, đánh nát toàn bộ sấm sét. Thất tinh nghịch mệnh, Lý quản vào cây thần ma gia các thần hầu nói lý quản không dám chần chờ cố chịu đựng sấm sét phá hoại thần ma thể tiến vào cây thần ma thất tinh hợp nghịch mệnh thành gia các thần hầu hai tay kết ấn bảy đạo quan trụ hợp nhất dung nhập trong cây thần ma liên kết chân trời như cũ làm xong hết thảy thần sắc gia các thần hầu đã tái nhật hắn bỏ lại một câu nói rồi treo về trên cây tràng chủ bảy canh giờ quan trụ nếu có thể duy trì liên tục bảy canh giờ là có thể thành công nếu không thể thì là thất bại ta phải đi khôi phục nguyên khí đây ngươi nghỉ ngơi đi ta sẽ trông chừng giang thái huyền nói vân thủy thành thanh ngọc sư vương và thành chủ sau khi thương nghị xong chọn vài con người trở thành người bán vé dưới sự tuyên truyền của lý mộc sơn chẳng mấy chốc đã có một số võ giả tiếp thu chuyện máy bay và xe cho thuê chỉ còn bình dân bá tánh là vẫn chưa thể bình tĩnh được bỏ tiền là có thể cưỡi yêu thú một nguyên tệ yêu thú đạo quả chở người bay. Giá này có phải hơi rẻ quá rồi không? Không ít võ giả tiên thiên, trúc cơ đã vui vẻ trải nghiệm cảm giác phi hành, đặc biệt là đệ tử của mấy đại gia tộc kia. Bọn họ đã làm rất nhiều chuyện, chơi đùa rất nhiều thứ chưa ai chơi, nhưng cưỡi yêu thú đạo quả phi hành, thật đúng là lần đầu tiên. Còn mấy người dân thường nếu muốn ngồi trên yêu thú trúc cơ thì chỉ cần trả một kim tệ là có thể tùy ý đi dạo bên trong Vân Thủy Thành dân thường trong vân thủy thành tuy rằng không có nhiều tiền lắm nhưng một kim tệ thì vẫn có thể trả được hơn nữa khi ngồi trên yêu thú này tất cả an toàn đều do yêu thú phụ trách ngoại trừ những chuyện không nằm trong trách nhiệm của nó thì tìm thành chủ thành chủ sẽ làm chủ giải quyết một nguyên tệ đây mang ta đi một vòng vân thủy thành dạo chơi mấy tên đệ tử các gia tộc lấy ra một nguyên tệ đưa cho người bán vé ta muốn đi dạo một vòng quanh vân thủy thành một người dân giản dị đưa ra một kim tệ có thành chủ đảm bảo còn gắn mắt thần ma đạo tràng người của vân thủy thành đều tin tưởng sự an toàn của yêu thú này bởi vì ở vân thủy thành không ai dám hủy hoại danh dự của thần ma đạo tràng yêu thú đạo quả yêu thú trúc cơ đều chở người đi dạo ngoài vân thủy thành để mấy người này cảm nhận cảm giác cưỡi yêu thú thực lực thấp thì có sao vẫn có thể cưỡi yêu thú trúc cơ yêu thú đạo quả ngoài vân thủy thành bốn người lạ mặt gồm ba nam một nữ bối rối nhìn về phía trước trưởng lão ta nhớ kỹ ngươi đã nói yêu thú đều rất cao ngạo đặc biệt là yêu thú đạo quả đúng không thiếu nữ ngẩng đầu nhìn trời ngơ ngác hỏi đúng vậy người đàn ông trung niên gật đầu chỉ là thần sắc rất mất tự nhiên vậy trưởng lão ngươi có thể giải thích một chút vì sao yêu thú đạo quả đang bay trên trời đó trên lưng lại có nhiều người ngồi như vậy sao một thanh niên võ giả hoang mang hỏi trưởng lão con yêu thú trên trời không nói đi vậy còn con yêu thú trúc cơ dưới đất tại sao cũng chở mấy người vậy một thanh niên võ giả khác hoang mang có lẽ là yêu thú này chẳng cảm thấy nhục nhã không có tôn nghiêm nam tử trung niên khóe miệng giật một cái vì sao con người nơi này đến yêu thú đạo quả cũng dám cưỡi đó là yêu thú đạo quả đó còn đám người kia mạnh nhất cũng chỉ đến trúc cơ không sợ bị yêu thú ăn sao vậy sao Thiếu nữ nghi ngờ nhìn bầu trời, thế nhưng, chúng ta chưa có cưỡi qua yêu thú đạo quả, đây chỉ là đại vân quốc thôi. Lúc này, liệt diễm hổ vương xoay quanh, tung hoành phi vũ, các võ giả trên lưng trực tiếp kích thích hết ầm lên. Bản trưởng lão biết rồi, những yêu thú này nhất định là đến bắt người, yêu thú tưởng con người là thức ăn, đây không phải là một hai lần đầu, nhìn bản trưởng lão sẽ ra tay cứu người, giết con yêu thú này. Nam tử trung niên nói xong, thả người nhập không, một chưởng vỗ xuống một bàn tay khổng lồ che trời hiển hóa liệt diễm hổ vương đến một tia phản kháng đều không làm được trực tiếp bị bắt lại ngươi là ai ta có bằng lái liệt diễm hổ vương trống nói bằng lái nam tử trung niên hơi nghi hoặc nhưng chợt cười lạnh nói đây là chứng minh ngươi vào thành ăn thịt người hôm nay bản trưởng lão sẽ làm thịt ngươi ngươi đến tột cùng là ai có biết ở đây là địa phương nào hay không những võ giả trẻ tuổi đứng trên lưng yêu thú sắc mặt âm trầm xuống ngươi là thần thông lão tổ có chút nhãn lực các ngươi yên tâm ta đây sẽ giết con yêu thú này các ngươi an toàn rồi người đàn ông trung niên nói cái gì giết hổ vương ngươi mau dừng tay các võ giả trẻ tuổi sắc mặt đại biến một nữ võ giả trong đó cầm rương tiền biến sắc vội vã mở thiên võng lên máy bay liệp diễm gặp chuyện không may nhanh chóng tới cứu viện đối phương là thần thông lão tổ hả ngươi dám cấu kết với yêu thú nam tử trung niên sắc mặt âm trầm xuống ánh mắt tỏa ra sát ý đại nhân hiểu lầm rồi đây là hiểu lầm liệt diễm hổ vương vô cùng sợ hãi ta không ăn người ta chỉ là làm ăn kiếm tiền làm ăn kiếm tiền buôn bán nhân loại người đàn ông trung niên cười nhạt từ lúc nào yêu tộc cũng gian xảo như vậy còn muốn lừa gạt ta Rào. Yêu thú trúc cơ bên cạnh gầm lên, sợ hãi lui về phía sau. Ta không cần biết ngươi là thần thông lão tổ gì, chúng ta có bằng lái, ngươi dám giết bọn ta thì thành chủ, tràng chủ đều sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi không ra được đại vân quốc đâu. Nữ võ giả sắc mặt tức giận nói. Không đi ra được đại vân quốc. Thành chủ, tràng chủ. Ta ngược lại muốn nhìn, một đại vân quốc nho nhỏ còn có nhân vật gì có thể khiến bản tọa. Rào. Một tiếng gầm truyền đến, Thanh Ngọc sư Vương mang theo yêu khí đầy trời, cuộn trào mãnh liệt mà đến, kẻ nào to gan như vậy, dám phá hỏng việc làm ăn của ta. Thần Thông Đại Yêu. Bên dưới, hai nam một nữ sắc mặt khó coi, lần này khó nhằn rồi, Vân Thủy Thành này làm sao sẽ xuất hiện Thần Thông Đại Yêu. Trầm. Tiếng xé gió truyền đến, bốn khí tức nhanh chóng vọt đến, Lâm Thanh và ba vị thần thông lão tổ chạy tới, sư Vương lão huynh, một miếng đất ở Yêu Thú Sơn Mạch bọn ta giúp ngươi làm thịt thằng nhãi này nam tử trung niên ba người bên dưới đây mẹ nó là tình huống kỳ lạ gì đây con người ở vân thủy thành đã cùng yêu thú cấu kết sao hơn nữa bốn vị thần thông này bị làm sao vậy đây chỉ là một tiểu quốc thôi làm thế nào xuất hiện bốn vị thần thông còn có một thần thông đại yêu hiểu lầm đây là hiểu lầm nam tử trung niên khóe miệng giật giật cho dù mình có bản lãnh thông thiên cũng đánh không lại năm vị thần thông này. Vội vã thả liệt diễm hổ vương, nam tử trung niên hạ xuống, che chở đứng trước ba người bảo vệ bọn họ. Sư vương lão tổ, vì sao ta có bằng lái mà hắn vẫn muốn giết ta? Liệt diễm hổ vương thực sự bối rối, ta chính là máy bay liệt diễm thần ma đạo tràng chỉ định mà. Hửng! Thanh ngọc sư vương thần sắc trầm xuống, ánh mắt hung ác nhìn nam tử trung niên, ngươi muốn giết thủ hạ của ta. Sư vương, chớ vội động thủ bốn người này sợ là lai lịch không bình thường dọa dẫm một phen kiếm hàng lão tổ bốn người truyền âm qua sư vương lão tổ đây là hiểu lầm nam tử trung niên bất chấp mất mặt ở trước mặt tiểu bối nhắm mắt nói nếu chỉ là một sư vương cũng thì thôi cái này xung quanh còn có bốn người thần thông đều thể hiện đứng về phía sư vương ông ta áp lực rất lớn thanh ngọc sư vương nghe truyền âm của bốn người gật đầu một cái rất khẽ khó có thể phát hiện chợt cười lạnh nói, hiểu lầm. Hay cho câu hiểu lầm, nói cho ngươi biết, ngày hôm nay không có 50 vạn nguyên tệ, ngươi hôm nay đừng mong sống sót rời khỏi đây. Sư Vương nói không sai. Lâm Thanh gật đầu, bốn vị thần thông trong nháy mắt động, chia làm bốn hướng, chắn lại lối đi của nam tử trung niên. 50 vạn, cái này có phải quá nhiều không? Với lại, ngươi là một yêu thú thì đòi tiền làm cái gì? Nam tử trung niên ngơ ra, há mồm nghĩ 50 vạn nguyên tệ. Ngươi là một yêu thú mà. Vậy không có gì để bàn, giết. Thanh Ngọc Sư Vương rít gào gào thép, giận dữ bổ vết xuống. Sư Vương lão tổ, bọn ta có tiền. Thiếu nữ sợ hãi kêu thành tiếng, bọn ta góp lại chắc được 50 vạn. Lấy ra nhanh lên. Thanh Ngọc Sư Vương dừng lại cơ thể, lạnh lùng nói. Tiền tài là vật ngoài thân, của đi thay người, trưởng lão. Thiếu nữ thấp giọng nói, có chút đau lòng lấy ra một ít nguyên tệ, chỗ ta có 10 vạn. Ta đây có 3 vạn. Ta có 2 vạn. Ta đây chỉ có 21 vạn. Nam tử trung niên bất đắc dĩ nói, toàn bộ cộng lại cũng không đến 50 vạn. Lâm Thanh, cái này cộng lại có bao nhiêu? Thanh Ngọc sư vương ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Thanh. Lâm Thanh nhăn mặt mở miệng, 36 vạn. Tên Thanh Ngọc sư vương này thật sự phải đi học đếm số thôi. 36 vạn thì 36 vạn. Thanh Ngọc Sư Vương thu tiền, sau đó nhìn về phía Lâm Thanh, đi, đến quán rượu nghệ hy, ta mời khách. Được. Bốn vị thần thông gật đầu, cùng Thanh Ngọc Sư Vương rời đi. Bốn người ngơ ngác, đây rốt cuộc là tình huống gì? Đi, Hổ Vương, ta muốn đến quán rượu nghệ hy uống một chén an ủi, bị sợ hãi như vậy, làm máy bay thiếu chút nữa xảy ra chuyện rồi. Võ giả trẻ tuổi nói. Liệt diễm hổ vương gào thét một tiếng, hung ác trừng bốn người, liếc mắt, lần này coi như ngươi gặp may mắn. Bốn người. Đi mau, đến quán rượu nghệ hy uống rượu. Con người ngồi trên lưng yêu thú trúc cơ cũng mở miệng nói. Trưởng lão, quán rượu nghệ hy lại là nơi như thế nào? Ba người nhìn về phía nam tử trung niên. Cái này, chắc là một tử lâu gì đó. Nam tử trung niên khô khốc nói trưởng lão không phải kiến thức rộng rãi lắm sao tại sao lại chắc là ta mẹ nó dù có kiến thức rộng rãi nhưng đây là ở địa phương khác đại vân quốc vân thủy thành ta cũng không biết phải làm sao chúng ta vẫn đi vân thủy thành sao đi bản trưởng lão phải làm cho rõ đây rốt cuộc là chuyện gì nhưng mấy vị thần thông kia chắc sẽ không có chuyện gì đâu bốn người nói chuyện với nhau một câu rồi đi về hướng vân thủy thành bên trong vân thủy thành đang nghị luận một đại sự các ngươi có nghe nói hay không có bốn tên nhà quê chưa từng ngồi máy bay chưa từng ngồi xe thuê muốn ra tay với máy bay liệt diễm còn nói phải giết những người ngồi xe cho thuê ta cũng nghe nói đúng là nhà quê vân thủy thành chúng ta ai mà chưa từng ngồi xe còn nói dám ra tay ta cần chắc nghe nói sư vương xúc động hiện tại đã giải quyết xong xuôi rồi giờ người ta đang ở quán rượu uống rượu đó quán rượu chúng ta cũng đi uống một chén rượu này đổi thật không tệ giá rẻ chơi vui mới vừa vào vân thủy thành bốn người này lại nghe thấy mấy lời nghị luận này nam tử trung niên thiếu chút nữa bùng nổ ba người còn lại cũng không khá khẩm hơn bọn ta nhà quê các ngươi biết chúng ta từ đâu tới không thế lực phía sau kinh cũng đến mức nào không trưởng lão đi theo đi đến cái quán rượu gì đó nam tử trung niên trầm giọng nói bốn người theo những võ giả này bước chân vào quán rượu nghệ hy đập vào mắt là các loại ngọn đèn lập lòe chói mắt các nhóm người nhảy múa không khỏi làm bốn người nghi hoặc chư vị an tĩnh lúc này thanh âm huyên náo dừng lại một nữ tử chậm rãi bước ra lúc nãy sư vương chọn một ca khúc tặng mọi người túy mộng thần đồ túy mộng thần đồ trước đây chưa từng nghe qua là ca khúc mới của cầm hy cô nương sao một đám võ giả nhất thời kích động bốn người cảm giác đầu óc có chút ngơ ra thấy hai bên trái phải còn có chỗ ngồi vội vã ngồi xuống yên tĩnh quan sát tình huống phát triển cầm hy chậm rãi đi ra trong tay cầm một thứ như là micro đây là nàng tìm người luyện chế có thể mở rộng thanh âm khiến toàn hội trường đều có thể nghe được sau mưa bão thì trời quang mây tạnh hiểu được huyền âm tu hành giống như ta nghe tiếng đàn khởi xướng tiếng ca hát lên cả hội trường lặng im nghe bài hát này trở mình thủ phản phách mệnh cách phúc thủ phục lập càng khôn làm người làm yêu cần gì phải phân biệt sương hoa trên thân kiếm rào yêu thú gần đó gào thét đúng vậy làm người làm yêu hạ tất phân chia nhân loại tại sao phải bài xích yêu tộc đều là sinh linh như nhau chỉ là chủng tộc bất đồng thôi bốn người động dung trưởng lão nói cầm hy này nên nói nàng cảnh giới cao hay là nói nàng chưa từng thấy được sự đáng sợ của yêu thú thiếu niên một chuyện có thể cùng dám mắng thiên địa bất nhân, mới mặc kệ cơ duyên hay là mầm tai họa. Bài hát này Bốn người ngẩn ra, thiếu nữ ba người càng rơi vào trầm tư, bọn họ, chưa từng không ngông cuồng sao. Một ca khúc hát ra bất luận là bốn người mới tới hay là võ giả, yêu tộc ở hiện trường tất cả đều trầm mê trong đó. Cầm hy tiểu thư, bài hát này thực sự quá hay. Một đám võ giả khen ngợi, hát thêm một bài, không, cầm hy tiểu thư, hát lại lần nữa. Mười nguyên tệ, cầm hy tiểu thư mới hát. Nữ tử lúc nãy lần thứ hai đi ra, ấy nấy nói, xin lỗi, cầm hy tiểu thư cần bảo vệ cổ họng, không thể hát liên tục. Mười viên nguyên tệ, hát lại một lần. Thanh âm lâm thanh của truyền đến, mười viên nguyên tệ phá không mà đến, thiếu niên cuồng, trở tay phách mệnh cách, phúc thủ lập càng khôn, những lời này, ta rất thích. Là lâm thanh lão tổ. Một đám người kích động nói. Bọn họ thế nhưng rõ ràng nội tình bên trong Lâm Thanh làm thế nào trở thành thần thông lão tổ, bán tông môn, trộm tông môn. Cái này đặt trong miệng người khác chính là bất hiếu, hãm hại cha, nhưng Lâm Thanh vẫn cho rằng đây chính là bản thân cải biến số mệnh của chính mình. Nếu là hắn không làm như vậy, có thể cả đời hắn đều không thành được thần thông lão tổ, vĩnh viễn là thiếu tông chủ thanh huyền tông nổi tiếng quần là áo lụa, bị cha hắn mở miệng mắng chửi một tên phế vật. Thiếu niên cùng sao? bốn người lẩm bẩm túy mộng thần đồ vang lên lần nữa tiếng hát của cầm hy vang vọng cả quầy rượu võ giả ở đây tất cả đều say mê nghe thiếu niên cuồng thiếu niên làm sao không cuồng võ giả trẻ tuổi ở đây nghe đến nhiệt huyết sôi trào hận không thể hóa thân thành người trong tiếng hát đi hỏi đỉnh cao thần đạo trong bốn người ngoại trừ nam tử trung niên ba người còn lại đều nghe đến mê mẩn một lúc lâu sau tiếng hát lần thứ hai kết thúc Cầm Hy đứng dậy rời đi, quán rượu lần nữa náo nhiệt trở lại. Nơi này và tử lâu hình như không giống nhau. Thiếu nữ từ trong tiếng hát tỉnh táo lại, nhìn về phía trưởng lão. Trưởng lão ta đi hỏi thăm tin tức. Một vị nam tử trẻ tuổi trong đó mở miệng nói, nói xong, trực tiếp đứng dậy, đi vào nhóm người đang khiêu vũ nhảy nhót. Ta cũng đi. Thiếu nữ và một vị võ giả khác vội vàng đuổi theo. Trưởng lão. Muốn uống rượu không? một vị nữ tử ăn mặc gợi cảm đi tới trước người trưởng lão rượu không uống trưởng lão lúng túng nói tiền đều bị thanh ngọc sư vương dọa lấy hết rồi uống không nổi vậy chúc ngài chơi vui vẻ nữ tử mỉm cười xoay người chuẩn bị rời đi chờ một chút trưởng lão gọi lại đối phương bày ra vẻ mặt tươi cười không biết có thể nói chuyện với ngươi vài câu không nữ tử nhíu nhíu mày quét mắt nhìn trưởng lão bên tai vang lên tiếng phân phó của cầm hy nhất định phải có thái độ tốt lúc này mới mỉm cười gật đầu ngồi xuống có thể trưởng lão thở vào nhẹ nhõm hắn phát hiện tới vân thủy thành còn căng thẳng hơn cả so với nhìn thấy tông chủ thái thượng trưởng lão trước đây ở đây thực sự quá kỳ lạ quá mộng ảo cũng quá đặc biệt khó có thể hiểu được yêu thú và nhân loại thế mà cùng nhau tồn tại còn có cái quán rượu này bốn vị thần thông đang ở đây uống rượu sao ta lại cảm thấy Vân Thủy Thành và Thành Trì bên ngoài rất khác nhau vậy? Trưởng lão hỏi. Ngươi là người bên ngoài tới hả, không biết cũng là chuyện bình thường. Nữ tử ngạo nghễ nói, nơi này chính là thành trì mà thần ma đạo tràng chọn làm trọng điểm phát triển, là nơi cường giả tụ tập, là thành trì phồn hoa nhất. Ừm, cô nương có thể nói đơn giản hơn một chút không? Sắc mặt trưởng lão cứng đờ, cái gì trọng điểm phát triển, nghe không hiểu. Ta còn phải làm việc, xin lỗi muốn nói rõ chỉ có thể chờ ta tan tầm hoặc là ngài phải bỏ tiền nữ tử nhún vai đứng dậy vội vã rời đi nàng còn muốn đẩy mạnh tiêu thụ rượu của mình cái này liên hệ đến chuyện trích phần trăm đó ôi cô nương trưởng lão lần nữa kêu một tiếng đáng tiếc đối phương căn bản không để ý đến hắn ba người các ngươi rốt cuộc là đi hỏi thăm tin tức hay là chạy đi chơi trưởng lão mơ hồ nhìn sang chính là ba người đang chơi vui vẻ quên hết tất cả đột nhiên cảm giác rất cô độc. trưởng lão ngồi đơn một chỗ, thỉnh thoảng nhóm người liếc một ánh mắt nhìn sang, nhất thời cảm giác không được tự nhiên, hình như ánh mắt của bọn như đang nhìn một tên nhà quê. không sai, chính là nhà quê. ta mẹ nó chính là trưởng lão của đại tông môn đó, là cường giả thần thông đó. được rồi, ta thừa nhận, ta kiến thức hạn hẹp, ta nhà quê. nội tâm trưởng lão sụp đổ, uống rượu không nổi, không nghe được tin tức chỉ có thể mở thiên võng, thế nhưng tin tức trên thiên võng cũng không nhiều. Thần ma đạo tràng, vừa rồi người nọ nhắc tới thần ma đạo tràng, chẳng lẽ chính là thần ma đạo tràng thế lực lớn gì đó? Trưởng lão ở trên thiên võng tìm tin tức, ba vị đệ tử đã chơi đùa đến quên mất hắn, cái gì hỏi thăm tin tức, tất cả đều quên hết. Thanh Nguyệt Thành Một cuộc sáng liên kết chân trời, mạnh mẽ nghịch mệnh, thiên lôi không ngừng oanh kích, lại khó có thể phá vỡ phòng ngự của đạo tràng, chỉ có thể trơ mắt nhìn trong cây thần ma sinh ra một cổ khí tức càng ngày càng mạnh. Bảy canh giờ rồi. Giang Thái Huyền đi ra đạo tràng, nhìn về phía dược điền. Trầm. Bỗng nhiên cột sáng rung động, tựa như thần trụ chỉ thẳng lên trời, khoái động phong vân, chợt quan trụ co rút lại, không tấn công vào trong cây thần ma nữa. Phía chân trời sấm sét dường như không cam lòng, lần nữa oanh kích một chút vào ruộng thuốc, lại vẫn như cũ khó có thể phá vỡ, chỉ có thể tán đi. Bên trong dược điền, một cổ khí tức to lớn khủng bố xuất hiện, một bóng người chậm rãi bay lên, cả người kim quang rực rỡ, khí tức vô thượng, chấn động toàn bộ thanh nguyệt thành. Lý Quảng Kim quang vạn đạo, trường cung rung rẩy Lý Quảng hai tay chấp sau lưng, khí tức tràn đầy, khiến không gian đều nổi lên rung động. Giang Thái huyền vội vã kiểm tra tin tức của Lý Quảng. Lý Quảng, thần tiễn tại thế. Thần ma trung cấp, ấu niên kỳ, trường sinh hậu kỳ thiên phú, tiễn cảnh, bách phát bách trúng. Thần ma bất diệt thể, tiễn thần thể. Sức mạnh thần ma, tiễn thần đạo, có thể mạnh mẽ kích phát bổn nguyên thần ma, bộc phát ra một tia sức mạnh thần ma. Kỹ năng tự có, bản mệnh tiễn thuật. Cái này, có phải trên lệch hơi lớn rồi không? Sắc mặt Giang Thái Huyền khiếp sợ. Thần ma cấp thấp, sinh thành trúc cơ, thần ma trung cấp, sinh thành trường sinh, thần ma cao cấp kia thì sao? vừa sinh ra là có thể đứng đầu thiên hạ tiễn thần đạo sao có thể bộc phát ra sức mạnh thần ma sức mạnh thần ma mặc dù chỉ là một chút ít nhưng có thể giúp cho sức chiến đấu của lý quảng tăng lên rất nhiều nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha